Thùy Dung vừa đi đám cưới về thì thấy mẹ và chị Dâu đang ngồi ăn sầu riêng ngay trước thềm nhà. Cái mùi sầu riêng là thứ mà Dung không thể chịu đựng được. "Ôi, mẹ, sao mẹ lại mua sầu riêng ăn nữa vậy? Ta thèm thì ta mua ăn, không được à?" "Mẹ biết thừa là con không thích cái mùi này rồi con gì. Mày không thích kệ mày, ta đã phải chịu đựng mày 33 năm cuộc đời rồi, mày nhanh kiếm đại thằng nào đó rồi đi đi." "Không!" Con muốn ở với mẹ mãi thôi Mẹ cứ ăn sầu riêng cũng được Bao giờ mẹ ăn xong con lại về nhà Thôi khỏi Tao chán nhìn thấy mày trong cái nhà này lắm rồi Mà hôm nay đi đâu về vậy Nhìn cũng xinh gái Vậy mà sao ế đến tận bây giờ là sao Con đi cưới cái nhung đó mẹ Nhung nào nữa Cái nhung làm chung công ty với con Ít hơn con 2 tuổi Con hay đưa nó về nhà mình chơi đó Ừ Rồi đi cưới nó Mày có thấy xấu hổ không con mắc gì con phải xấu hổ chứ Con có làm gì khuất tất với nó đâu Thì người ta lấy chồng hết cả rồi Còn lại mỗi mày thôi đó Thôi mẹ với chị ngồi ăn nốt đi Con lên phòng ngủ một giấc đã Cứ mỗi lần mẹ cô nhắc đến chuyện chồng con Là Dung lại phải chạy nhanh Nếu không thì còn phải nghe bà nói Không biết đến bao giờ Thủy Dung năm nay 33 tuổi Ở cái tuổi này Đáng lý ra cô phải có mấy đứa con trong tay rồi Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, Đến bây giờ cô vẫn chưa thể thoát khỏi cái kiếp độc thân Cả nhà cô đã xem cô như quả bom nổ chậm Tối ngày chỉ mong có người đến giữa cô đi Nhưng khổ nỗi Mỗi lần cô quen ai cứ nghe cô nói mình là giảng viên võ đường là người ta lại chạy mất. Hình như ai cũng sợ, không dám làm quen với cô. Sợ một ngày nào đó, lỡ làm gì đó không hợp ý cô, lại bị cô đánh cho bầm dập. Ngày hôm sau, vừa tan làm và trở về nhà, Thùy Dung đã thấy người mẹ yêu quý của mình đang đứng đợi mình ở cửa. Trong lòng cô có dự cảm chẳng lành về điều này. Cất giọng rè rặt Dung hỏi mẹ. Mẹ đợi con à? Ừ, tối nay con đừng đến võ đường nữa, đi xem mắt một người cho mẹ. Dung ngạc nhiên, đôi mày nhíu lại đầy bất mãn. Mẹ lại nữa rồi, con đã nói là con không muốn đi xem mắt mà. Nhưng lần này khác, Mẹ đã tìm được người rất ổn, gia đình nề nếp, bố mẹ hiền lành. Còn cậu ta thì mới từ Úc về đấy. Lần này con phải nghiêm túc cho mẹ. Dung thở dài, cô quá hiểu mẹ mình. Hễ bà đã quyết thì khó lòng từ chối. Mẹ, mẹ tìm đâu ra người ta thế? Chuyện đó không quan trọng, mẹ đã hỏi thăm kỹ rồi. Cậu ta tên Minh, 35 tuổi, đi làm bên Úc mới về. Nhà cửa đàng hoàng, lại còn hiền lành, dễ mến nữa. Còn cứ gặp thử một lần đi, không hợp thì thôi. Nhưng mẹ tin là con sẽ thích. Sao mẹ tự tin thế? Mẹ có cảm giác lần này con và cậu ta sẽ thành. Dạ, mấy lần trước mẹ cũng nói vậy mà. Nhưng cuối cùng thì... Không nói nhiều nữa, vào tắm rửa thay đồ rồi đi luôn cho mẹ. Trước quyết tâm sắt đá của bà Hạnh, cuối cùng cô cũng đành đồng ý. Thôi được, con sẽ đi. Nhưng mà chỉ lần này thôi nhé, mẹ đừng có bắt con đi mấy lần nữa. Bà Hạnh thở vào nhẹ nhõm Nở một nụ cười mãn nguyện Ừ, nốt lần này nữa thôi Mẹ sẽ không ép con đi xem mắt thêm lần nào nữa Mẹ đã hẹn với cậu ta tối nay lúc 7 giờ Ở quán cà phê Hoa Đất Nhớ ăn mặc đẹp và nhé Dung nhíu mày Không khỏi cảm thấy khó chịu khi bị ép buộc như thế Dù vậy cô cũng đành chấp nhận Và bước lên phòng chuẩn bị Thủy Dung nghĩ thầm Cuộc hẹn tối nay rồi cũng thế thôi Cô thích thì người ta không thích mà người ta thích thì cô lại không thích. Tại sao đường tình duyên của cô nó lại lận đận đến thế không biết. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy chán, nhưng với tính cách lạc quan cứng cỏi của mình, Dung chưa bao giờ để chuyện này khiến bản thân phải buồn quá 30 phút. Buổi tối hôm đó, Thủy Dung đến quán cà phê hoa đất như đã hẹn. Quán khá yên tĩnh với ánh đèn vàng dịu nhẹ và tiếng nhạc ra phạng phất. Cô nhìn xung quanh và nhanh chóng nhận ra người đàn ông tên Minh mà mẹ cô đã mô tả. Anh ta trông cũng ổn, khá cao giáo, mặt mũi sáng sủa. Minh mặc một chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề, trông có vẻ lịch lãm và tự tin. Dung bước lại gần bàn anh đang ngồi và chào hỏi. Chào anh, tôi là Thùy Dung. Minh đứng dậy, mỉm cười bắt tay cô. Chào Dung, anh là Minh, rất vui được gặp em. Hai người ngồi xuống và không lâu sau đó cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những câu hỏi xã giao quen thuộc về công việc, cuộc sống. Anh nghe nói em ngoài làm công việc văn phòng còn là giáo viên của một võ đường. Xu Mỉm cười gật đầu. Dạ, từ bé em đã thích học võ và em làm giáo viên ở võ đường cũng lâu rồi. Được gần chục năm rồi đấy ạ. Mình nghe xong, khẽ nhấp một ngụm cà phê rồi đột nhiên nghiêm túc nói Thật ra anh muốn nói thẳng một chuyện với em nếu chúng ta tiến xa hơn trong mối quan hệ này anh muốn em nghĩ về việc nghỉ không dạy võ nữa dung ngạc nhiên không hiểu mình có nghe nhầm không anh nói gì cơ mình đặt cốc cà phê xuống nhìn cô chăm chú ý anh là nếu chúng ta tiến tới hôn nhân anh mong em dừng việc dạy võ ở võ đường em biết đấy bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có một người vợ dịu dàng đảm đang và chăm lo toàn vẹn cho gia đình dung nhíu mày cảm thấy có chút không thoải mái cô đặt cốc nước trên tay xuống và thẳng thắn trả lời thật ra việc dạy võ không chỉ là công việc của em mà đó còn là niềm đam mê từ nhỏ em đã dành rất nhiều thời gian và công sức để theo đuổi nó nên không thể dễ dàng từ bỏ chỉ bị yêu cầu của ai đó minh nhướng mày có vẻ không hài lòng nhưng Em có nghĩ là nghề nghiệp đó có chút nguy hiểm và không phù hợp để làm vợ, làm mẹ sau này không? Anh muốn có một người vợ toàn tâm toàn ý cho gia đình, không phải lo đi dạy võ. Nguy hiểm hay không, phù hợp hay không là quan điểm của anh. Còn với tôi, dạy võ là cuộc sống của tôi. Nếu ai đó không thể chấp nhận điều đó, thì có lẽ chúng ta không nên tiếp tục. Mình hơi lúng túng trước sự quyết liệt của Dung. Anh cãi đầu nở nụ cười gượng gạo. Có vẻ anh hơi thẳng thắn quá Nhưng anh chỉ muốn điều tốt nhất cho tương lai của cả hai Dung lắc đầu nhẹ Cảm thấy mình không cần phải giải thích thêm Tôi tôn trọng quan điểm của anh Nhưng tôi sẽ không từ bỏ đam mê của mình Có lẽ chúng ta nên dừng ở đây Không khí trở nên căng thẳng Mình không nói thêm gì Chỉ lặng lẽ nhìn vào ly cà phê trước mặt Còn Dung Cô cảm thấy mình đã đủ để hiểu về người đàn ông này Dung ngồi thẫn thờ suy nghĩ về những gì vừa xảy ra trong buổi hẹn những lời nói của mình vẫn văng vẳng trong đầu cô khiến cô càng thêm kiên định với quan điểm của mình về hôn nhân với dung hôn nhân không phải là chuyện đến tuổi là phải vội vàng chọn đại một người nào đó để tránh tiếng ế chồng cô đã chứng kiến quá nhiều mối quan hệ không hạnh phúc nơi mà người ta sống cạnh nhau không phải vì tình yêu mà vì trách nhiệm hay thậm chí là sự ép buộc từ xã hội và gia đình Đối với Dung, điều đó còn đáng sợ hơn việc sống độc thân. Dung thở dài, mắt nhìn xa xăm. Lấy chồng để làm gì nếu người ấy không hiểu mình, không tôn trọng mình và đam mê của mình? Nếu không có sự chia sẻ, không có sự đồng cảm thì dù có sống chung một nhà, trái tim mình vẫn sẽ cô đơn. Cô cảm nhận rõ ràng điều đó qua cuộc trò chuyện với mình anh ta bề ngoài thì hoàn hảo nhưng lại chẳng có chút nào hiểu được niềm đam mê võ thuật mà cô đã nuôi dưỡng từ bé nếu cô chấp nhận từ bỏ niềm đam mê đó chỉ vì để làm hài lòng một người chồng không thấu hiểu liệu cô có thể hạnh phúc không câu trả lời quá rõ ràng không thả không kết hôn còn hơn dung thầm nghĩ đối với cô hôn nhân không phải là việc phải làm chỉ vì xã hội mong đợi như vậy nếu điều đó không mang lại hạnh phúc thật sự thì tốt hơn hết là không nên có nó việc chấp nhận một người đàn ông như minh chỉ để thoát khỏi cảnh độc thân sẽ là một quyết định sai lầm cô chắc chắn rằng với một người không tôn trọng niềm đam mê của cô cuộc hôn nhân ấy sẽ chẳng khác nào một cái lồng giam nơi cô phải sống mà không được là chính mình cô cười nhạt tự nhủ cứ bảo mình ế đi cũng được nhưng mà ế mà được sống tự do sống đúng với con người mình còn hơn là kết hôn với một người không hiểu mình để rồi suốt đời phải chịu đựng với dung người phù hợp không phải là người hoàn hảo theo tiêu chuẩn của gia đình hay xã hội mà là người có thể tôn trọng và chia sẻ cùng cô những giá trị và đam mê trong cuộc sống cô biết rằng dù có phải đợi lâu hơn nữa cô vẫn sẽ không từ bỏ niềm tin vào việc sẽ tìm thấy một người như vậy thùy dung đứng dậy Nhìn lại chiếc bàn nơi cô và Minh vừa ngồi, cô cảm thấy nhẹ nhõm như vừa chút bỏ được một gánh nặng. Hôn nhân đối với cô, nếu không xuất phát từ tình yêu và sự thấu hiểu thì chẳng khác nào một chiếc áo quá chật, bó buộc mọi khát khao, mọi ước mơ của cô. Và Dung, với cá tính mạnh mẽ, sẽ không bao giờ cho phép bản thân rơi vào hoàn cảnh đó. Cuộc sống của mình, mình sẽ tự quyết định. Dung mỉm cười bước đi sẵn sàng chờ đợi ngày mà cô thực sự tìm thấy người phù hợp với mình dung bước ra khỏi quán cà phê kết thúc buổi gặp mặt nhạt nhẽo với minh dung biết rằng giờ về nhà kiểu gì cô cũng bị mẹ mắng cho một trận nhưng dung sẵn sàng nghe mẹ chửi còn hơn ngồi nói chuyện với minh khi dung vừa bước vào nhà thì đã thấy bố mẹ anh trai chị dâu và cả đứa cháu trai của mình đang ngồi đợi cô về ở phòng khách cả nhà mình sao lại ngồi đây ạ à? chị dâu của dung lên tiếng trong háo hức thì chờ cô dung về đó sao rồi cô lần này cô tít sắp được ăn cỗ cưới cô chưa dung buồn bã lắc đầu bà hạnh thấy con gái lắc đầu liền đứng dậy đến bên con hỏi sao thế sao lại lắc đầu nữa còn với ảnh không hợp đâu mẹ trời ơi con ơi là con tầm này có người chịu lấy là được rồi lại còn đòi hợp nữa hả à? ủa mẹ Mẹ nói gì mà kỳ thị con gái mẹ quá vậy? Còn cũng có cái giá của con chứ. Giá mẹ mày sao thịt bò ăn hết rồi con ạ. À. Điều kiện nó tốt thế mà mày còn không chịu thì ta cũng đến lại mày đấy. Bà Hạnh buồn bã đi vào phòng. Ông đức bố của Dung nhìn con gái một cái rồi vội vàng theo vợ vào phòng. Lúc đi qua Dung, ông chỉ nói với Dung một câu. Lần này, mẹ mày lại lôi bố ra để đánh rồi đấy con ạ. À dung nhìn bố mà bật cười bao nhiêu năm qua vẫn thế bố luôn rất chiều chuộng và dịu dàng với mẹ cứ mỗi lần cô làm gì đó khiến bà không hài lòng thì người chịu trận nhiều nhất không phải là cô mà là bố của cô nhưng chưa bao giờ ông mắng lại mẹ một câu nào hết chính vì vậy dung luôn mong cô cũng sẽ tìm thấy cho mình một người đàn ông yêu thương chiều chuộng cô hết mực như bố với mẹ của mình vậy chiều hôm ấy khi tan làm thùy dung không về nhà ngay mà quyết định ghé qua võ đường đó là nơi cô cảm thấy được sống thật với chính mình nơi mà những bài tập võ thuật giúp cô xua tan đi mọi áp lực trong cuộc sống cô phóng xe trên con đường quen thuộc lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn bị ám ảnh bởi buổi xem mắt thất bại đêm qua nhưng khi đi ngang qua một ngõ nhỏ dung bất chợt bắt gặp một cảnh tượng khiến cô phải giảm tốc độ Phía trước, một nhóm thanh niên có vẻ bậm trợn đang vây quanh một người đàn ông. Ánh mắt dữ dằn của chúng lóe lên sự đe dọa. Còn người đàn ông kia thì lộ rõ vẻ sợ hãi, lùi lại vài bước, lưng dán chặt vào tường như muốn thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, cả hai bên dường như chỉ đang đợi giây phút ai đó khai chiến. Không thể ngó lơ, Thùy Dung lập tức dừng xe lại bên lề đường, Cô bước xuống xe với dáng vẻ kiên quyết, đôi mắt sắc bén hướng về phía nhóm thanh niên kia. Dung biết rõ rằng mình không thể đứng nhìn và để chuyện này tiếp diễn. Cô mạnh dạn bước tới, giọng nói rõng rạc cất lên. "Này, các anh đang định làm gì vậy?" Cả nhóm giật mình quay lại nhìn Dung. Trước mắt họ là một cô gái trong bộ đồ thể thao với dáng vẻ khỏe khoắn và cá tính. Một tên trong đám nhếch mép cười nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh thường mỉa mai <laughs> cô em ở đâu chui ra thế này nhìn cũng khá phết đi chứ không để ý đến lời khiêu khích dung vẫn bình tĩnh bước tới ánh mắt cô chuyển từ tên vừa nói sang người đàn ông đang bị vây nhìn vẻ mặt đầy sợ hãi của anh ta cô biết mình phải hành động nhanh chóng các anh định làm gì anh ấy dung hỏi giọng dứt khoát cô không đợi câu trả lời mà bước thẳng lên đứng chắn trước người đàn ông, đối diện trực tiếp với nhóm côn đồ. Dung dám đứng đó giữa một tình thế có vẻ nguy hiểm, không phải vì cô thích mạo hiểm mà bởi vì cô biết mình có đủ khả năng để xử lý tình huống này. Võ thuật không chỉ giúp cô rèn luyện sức khỏe mà còn dạy cô cách giữ bình tĩnh trước mọi thử thách. Các anh tốt nhất là để anh ấy đi, nếu không tôi sẽ báo công an ngay lập tức. Lời nói của cô tuy bình tĩnh nhưng chứa đầy uy lực nhưng thay vì lùi bước nhóm thanh niên lại cười phá lên tên cầm đầu một gã có hình xăm chạy dọc cánh tay bước ra khỏi đám đông hắn nhìn dung từ đầu đến chân ánh mắt sắc lẻm đầy vẻ chế diễu với giọng điệu trịch thượng hắn cười nhạo cô <laughs> em to gan đấy anh thích hắn không nói hết câu mà bước đến gần dung hơn hơi thở của hắn nồng nặc mùi thuốc lá Dung đứng yên, đôi mắt bình thản nhưng không kém phần cảnh giác. Cô biết gã này không đơn giản chỉ là một tên thích gây sự. Bất ngờ, tên cầm đầu đưa tay lên, chạm nhẹ lên má Dung, rồi từ từ lướt xuống cằm cô. Động tác đầy thô lỗ và thiếu tôn trọng. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ khoái chí khi cảm nhận được sự đụng chạm. Nhưng ngay khi ngón tay hắn vừa chạm vào chiếc cằm xinh đẹp của Dung, một điều không ngờ đã xảy ra. Nhanh như chớp, Dung nắm lấy cổ tay hắn, xoay người và bẻ ngược tay hắn ra sau. Một tiếng rắc nhỏ vang lên. Tên côn đồ không kịp phản ứng, khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Hắn kêu lên một tiếng thất thanh, gập người xuống, cố gắng giật tay mình ra, nhưng không thể. Dung giữ chặt tay hắn, đôi mắt rực lửa. Tôi đã cảnh cáo rồi, phải không? Giọng cô lạnh lùng, nhưng không kém phần sắc bén, những tên còn lại trong nhóm đứng như trời trồng, không dám tiến lên. Cảnh tượng một cô gái mảnh khảnh nhưng lại có thể hạ gục tên cầm đầu trong chớp mắt, khiến chúng hoàn toàn bất ngờ và sợ hãi. Không ai ngờ cô gái này lại có võ thuật cao cường như vậy. Chỉ trong khoảng khắc, từ kẻ yếu thế, Dung đã nắm thế chủ động. Dung buông tay, đẩy tên côn đồ ra xa. Hắn lảo đảo ngã về phía sau, mắt mở to vì không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra. Hắn ôm lấy cổ tay bị đau, cố đứng vững, nhìn Dung với vẻ đầy tức giận nhưng không dám làm gì thêm. Hắn biết rằng nếu dám gây sự thêm lần nữa, cô gái này sẽ không nương tay. "Đi đi, trước khi tôi đổi ý." Dung nói giọng đầy uy quyền. Cả nhóm nhìn nhau một lát rồi nhanh chóng đỡ tên cầm đầu đứng dậy, lùi lại và rút lui trong im lặng chúng biết rằng cuộc đối đầu này không còn có lợi cho chúng nữa người đàn ông trẻ đứng nép sau lưng thủy dung từ đầu đến cuối không nói một lời nào dù anh ta không tỏ ra sợ hãi nhưng sự im lặng của anh không phải là vì lo lắng mà bởi anh đang quan sát cảm nhận từng hành động của cô từ giây phút cô bước vào giữa đám côn đồ anh đã biết ngay rằng cô gái này không hề tầm thường dáng vẻ cương nghị bình tĩnh của Dung khi đối diện với nhóm thanh niên bạm trợn khiến anh không khỏi thấy thú vị. Sự rất khoát trong ánh mắt và cách cô không chút do dự khi đứng ra bảo vệ anh. Tất cả như khơi gợi trong lòng anh một điều gì đó rất lạ. Anh không cần phải đoán, chỉ cần nhìn vào thái độ đầy tự tin và không chút sợ hãi của cô. Bách cũng đủ biết, cô chắc chắn là người có võ thuật một cô gái bình thường sẽ không bao giờ dám một mình đối mặt với một đám côn đồ như thế này. Nhưng điều khiến Bách thật sự ấn tượng là khoảng khắc cô bẻ tay tên cầm đầu trong chớp mắt. Động tác nhanh nhẹn và chính xác đến từng chi tiết của cô thật hoàn hảo. Thể hiện rõ sự tập luyện nghiêm túc và khả năng kiểm soát tình huống đáng kinh ngạc. Ánh mắt anh ánh lên một chút ngạc nhiên, nhưng vẫn ẩn chứa một sự thích thú thầm lặng. Trong lòng anh thoáng nảy lên một ý nghĩ rằng Nếu có dịp anh nhất định muốn thử sức với cô trong một trận đấu Không phải vì anh hoài nghi khả năng của mình Mà đơn giản là vì anh tò mò về giới hạn của cô gái này Một nụ cười bí hiểm hiện lên trên khóe môi bách Khi anh tiếp tục quan sát Dung với vẻ mặt điềm tĩnh Anh chưa từng gặp ai như cô Và sự xuất hiện đầy quyết liệt của cô khiến anh không thể không để tâm Thủy Dung quay lại Nhìn Bách với ánh mắt đầy nghiêm túc Anh có sao không? Cô hỏi Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu nổi sự quan tâm Bách gật đầu mỉm cười đáp lại Không sao, cảm ơn cô Giọng anh trầm ấm Nhưng trong đôi mắt ấy Vẫn có chút gì đó đang dò xét cô Cô giỏi võ lắm nhỉ? Dung chỉ mỉm cười đáp gọn Cũng chỉ là sở thích từ nhỏ thôi bách nhìn cô chăm chú cảm thấy càng thêm thú vị sở thích của cô không hề tầm thường chút nào nhưng dù sao cũng rất cảm ơn cô dung đưa mắt nhìn xung quanh sau đó hỏi anh bây giờ tôi có việc phải đi anh có thể tự về được chứ à được cô đi đi tôi tự lo được vậy tôi đi đây dung xoay người vội vã leo lên xe máy rồi lao vút đi Bách đứng đó nhìn bóng cô khuất xa dần với hy vọng sẽ có ngày gặp lại cô. Mấy phút sau, tại một ngôi nhà nhỏ dưới chân đê. a à, bà nội ơi, cậu Bách đã về. Cô Tũn gieo lên sung sướng khi thấy cậu nó vừa về đầu ngõ. Bà Thanh mẹ của Bách cũng từ trong bếp bước ra, trên tay vẫn đang cầm đôi đũa nấu ăn. Giọng bà vui vẻ hỏi con trai. Mẹ còn tưởng con lạc đường cơ đấy. Dạ, Tại dọc đường con gặp một đám cướp nên... Bà Thanh lo lắng đến bên con. Chị gái cũng từ trong bếp chạy ra. Cướp à? Rồi con có bị gì không? Cậu Bách giỏi võ như vậy thì ai làm gì được cậu ấy hả ba? Lúc này bà Thanh mới thở vào nhẹ nhõm. Dường như bà quên mất con trai bà không chỉ là một người chiến sĩ mà còn là một cao thủ trong giới võ thuật. Bách xoa đầu đứa cháu trai, vừa lém lỉnh vừa thông minh. Tụ nói chỉ có chuẩn nhỉ Thằng bé được cậu khen thì cười như mùa thu tỏa nắng Bách là con trai duy nhất của bà Thanh và ông Bình Cả hai đều là những quân nhân đã về hưu Sau nhiều năm cống hiến cho đất nước Từ khi còn nhỏ Hình ảnh của cha mẹ trong bộ quân phục đã in sâu vào tâm trí Bách Tạo nên một niềm tự hào và khát khao mãnh liệt Trong lòng cậu bé ngày ấy Màu áo xanh quân đội không chỉ đơn thuần là biểu tượng của sức mạnh mà còn là minh chứng cho sự tận tụy, sự kiên cường và tình yêu vô bờ bến với Tổ quốc. Bách nhìn thấy trong đó lý tưởng mà anh sẽ theo đuổi suốt đời. Lớn lên, Bách không chỉ kế thừa tình yêu đất nước từ cha mẹ mà còn tự mình hun đúc một khát vọng cao cả, trở thành người chiến sĩ, người bảo vệ cho sự bình yên của nhân dân. Đối với anh, được đứng trong hàng ngũ của quân đội là một niềm vinh dự lớn lao. Bởi anh hiểu rằng trách nhiệm của người lính không chỉ là bảo vệ biên cương mà còn là che chở, gìn giữ hạnh phúc cho từng người dân trên dải đất hình chữ S. Lý tưởng ấy không phải là điều xa vời hay lý thuyết khô khan mà là mục tiêu sống của anh được xây dựng từ những bài học của cha mẹ, những câu chuyện về lòng dũng cảm, về những hy sinh thầm lặng. Bách luôn tin rằng để đất nước có được sự tự do và độc lập Hàng ngàn chiến sĩ đã phải đổ máu và anh sẵn sàng tiếp nối truyền thống ấy. Với bách màu áo quân nhân, không chỉ là trách nhiệm mà còn là biểu tượng thiêng liêng của sự hy sinh cao cả. Anh luôn tâm niệm rằng, nếu phải hy sinh để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc và nhân dân thì đó là sự hy sinh đáng giá nhất của cuộc đời một người chiến sĩ. Đó chính là lý tưởng lớn lao mà bách mang trong tim một tình yêu cháy bỏng dành cho tổ quốc, cho nhân dân và cho con đường mà anh đã chọn. Bữa cơm tối hôm ấy tại nhà ông Bình diễn ra thật rôm rả. Đã lâu lắm rồi Bách mới lại về thăm nhà. Thế nên từ chiều bà Thanh và con gái đã chuẩn bị cơm nước, chỉ đợi Bách về là cả nhà xung vầy. Tú, anh rể của Bách, cầm cốc bia lên cụm với Bách một cái rồi sau đó cả hai cùng ngửa cổ lên mà uống gần cạn hết cốc bia lần này cậu bắt về được mấy hôm dạ em về được một tuần ạ à. anh chị để cháu ở đây chơi với em đến khi em đi hãy đưa nó về nha được chỉ sợ nó quậy quá cậu lại đuổi về sớm dạ không sao đâu lâu lâu em mới về mà công việc của anh dạo này sao rồi cũng tạm ổn à mà này hay đợt này về để anh giới thiệu cô này cho cậu Cỡ như cô này chắc phải tầm cậu bách nhà mình mới trị được Chứ con gái mà cá tính và bướng bỉnh lắm Được cái tốt bụng lành tính Đúng đấy, thằng Tú giới thiệu cho em đi Chứ mẹ thấy cũng sốt ruột rồi đấy Ông Bình cũng góp vui với các con Mày có mối nào mà con nhà lành thì giới thiệu cho em nó một đứa Chứ cái tuổi này rồi, tao cũng sợ nó ế vợ mất Bách cười trong đau khổ, khi thấy cả nhà ai cũng một mực muốn tìm người mai mối cho anh. Giờ bố mẹ anh chị cứ tìm đi ạ, người ta đồng ý cái còn cưới luôn, đảm bảo không chối bỏ. Cậu nhớ đấy nhé. <laughs> Bản thân Bách cũng chỉ muốn có một mái ấm, một hậu phương cho riêng mình lắm chứ. Nhưng cái nghề của anh nó như vậy nên các cô gái chạy mất dép, chứ có ai muốn đâm đầu vào chỗ khổ đâu làm vợ bộ đội đồng nghĩa với việc chồng xa nhà quanh năm lâu mới về với vợ con được mấy ngày mỗi khi ốm đau không có chồng bên cạnh rồi sau này có con cũng thế con gái bây giờ đa số đều ngại chịu khó chịu khổ nên họ né bộ đội như né tà có ai dám làm quen đâu lâu dần bách cũng quên mất là mình cần phải lập gia đình chiều hôm sau Thùy Dung đang chuẩn bị ra về thì lại nhận được cuộc gọi của anh Tú bên phòng kỹ thuật của công ty. "Dung à, lát cô đợi anh ở quán cà phê đối diện công ty mình nhé. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với cô đấy." "Dạ, chuyện gì thế anh?" "Thì cô cứ ra đó gặp anh rồi anh nói vậy nha." Dung tắt máy mà trong lòng không khỏi thắc mắc, không biết có chuyện gì mà anh Tú phải hẹn gặp riêng cô thế này. Anh Tú với Dung là chỗ quen biết từ trước Bởi anh trai của Dung là bạn học của anh Tú Sau này Dung lại vào làm cùng công ty với anh Nên hai anh em cũng có nói chuyện qua lại khá là thân Dung cũng coi anh Tú như anh trai mình Dung bước vào quán ngồi đợi một lúc Thì nhận được tin nhắn của Tú Anh bận Nên cử em vợ của anh đến nói chuyện với em nhé Hàng hiếm đấy Cố mà vớt lấy Ý lắm rồi đấy. Dung giờ cười giờ khóc khi đọc xong tin nhắn của anh Tú, vừa ngẩng đầu lên thì lại thấy có một người xuất hiện trước mặt mình. Cô không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên. Anh là em vợ của anh Tú sao? Ừ, là tôi. Cô ngạc nhiên lắm à? À, à thì cũng hơi ngạc nhiên chút ạ. À? Thật ra khi nhìn bức ảnh mà anh Tú gửi cho mình, Bách cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ người mà anh rể muốn giới thiệu cho anh lại là cô, người đã để lại một ấn tượng khó quên với anh ngày hôm qua. Chào em nhé, tôi tên Bách, 35 tuổi. Hiện tôi đang công tác trong quân đội. Còn em? Thủy Dung bối rối trước màn giới thiệu có phần rõ ràng mạch lạc của anh. Dạ, em tên Thủy Dung, 33 tuổi. Hiện đang là nhân viên phòng nhân sự công ty Hitech. Rất vui được gặp anh ạ. À. Bách bắt đầu cảm thấy hứng thú với cuộc gặp đầy bất ngờ này, nhưng cũng có phần hơi lo lắng. Anh và cả anh Tú nữa, không làm em cảm thấy phiền chứ? Dạ không sao ạ. Anh Tú với anh trai em là bạn, nên em cũng xem anh Tú như anh trai mình thôi. Ra dạ là vậy. Chuyện là hôm qua anh Tú còn nói là sẽ giới thiệu cho anh một người em làm cùng với anh ấy. Thật không ngờ, người đó lại là em. Tại cái nghề của anh nó hơi vất vả một chút, nên cô nào mà lấy bọn anh là cũng phải gánh bớt cái vất vả cùng với bọn anh, nên cô nào cũng sợ. Thành ra cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa tìm được hậu phương cho mình đây. Dung cười khổ trước sự thẳng thắn của anh. Đúng là bộ đội có khác, rất thẳng thắn ạ. À. Em thấy nghề nào cũng có những khó khăn và thuận lợi riêng. Bộ đội tuy vất vả nhưng lại rất vinh dự và tự hào. Đó là tại anh chưa gặp được người phù hợp thôi Chứ đâu phải tất cả con gái đều ngại khổ đâu anh Vẫn có rất nhiều người đang là hậu phương cho các anh đấy thôi Bách cười thầm trong bụng Chuyến này anh nhất định phải nắm chặt cô mới được Rồi đột nhiên giọng Bách trùng xuống Ở đơn vị anh có nhiều chuyện buồn lắm Có nhiều anh lấy vợ Nhưng hai vợ chồng lại ở xa nhau Chồng thì đi mấy tháng mới về Vợ ở nhà buồn tủi cô đơn Nên xảy ra nhiều chuyện lắm cuối cùng là chia tay. Thế nên anh cũng rất sợ. Nhưng em lại nghe nói, có nhiều anh hay rượu chè, này kia nữa, nên các chị mới không chịu nổi á. Xem ra em cũng biết không ít nhỉ. Thế nên ở đâu cũng có người này người kia. Quan trọng nhất vẫn là hai người thật lòng yêu thương nhau, lo lắng và hướng về nhau, thì mọi khó khăn đều sẽ vượt qua hết. Xem ra em cũng biết không ít nhỉ thế nên ở đâu cũng có người này người kia quan trọng nhất vẫn là hai người thật lòng yêu nhau lo lắng và hướng về nhau thì mọi khó khăn đều sẽ vượt qua hết thì em cũng nghe mọi người nói thế thôi chứ em có chồng là bộ đội đâu mà biết ạ à? nắm ngay trọng điểm bách nhìn thẳng vào mắt dung khiến trái tim cô không tự chủ được mà khựng lại mất một nhịp vậy em có muốn làm người yêu bộ đội xem nó như thế nào không dung mở to mắt nhìn anh cô không ngờ anh lại có thể nói ra những điều này trong lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau mất mấy giây đứng hình sau đó cô bối rối quay mặt đi không dám nhìn anh anh sao anh anh vội vàng quá hả thủy dung im lặng không nói gì cô cảm giác như cô nghĩ gì anh đều có thể đọc được hết vậy anh đã như vậy rồi còn em sao đến tận bây giờ vẫn chưa chịu lấy chồng hả có phải em đang cố tình đợi anh không? Trong lòng Thủy Dung vẫn chưa hết bối rối Lại nghe được câu này của anh Cô chỉ biết cười khổ Sao anh ấy lại có thể nghĩ ra được những câu vô tri đến vậy chứ? Anh nói thật đi Anh đã yêu bao nhiêu cô rồi Làm hại đời bao nhiêu cô gái rồi hả? Bách vội xua tay thành mình Ấy đừng nói vậy nha Anh chưa hề nha Đã từng yêu Đã từng Nhưng người ta hoàn toàn tự nguyện anh không bách chợt nhận ra hình như có gì đó không đúng tại sao mình lại nói chuyện này với cô ấy chứ thế này có hơi hơi lố quá rồi không nếu em không muốn nói thì thôi vậy tại vì vì em là giáo viên võ đường nên không ai dám lấy lấy về sợ em đánh người ta hay sao á bách bật cười trước câu nói có vẻ hơi bất lực của cô nụ cười của anh vô tình lọt vào mắt cô khiến lòng cô có chút xào động anh cười gì chứ? Vậy thì em phải lấy anh mới hợp được. Tại sao lại là anh chứ? Vì anh chắc chắn rằng em sẽ không đánh thắng được anh. Em không tin thì thử xem. Thủy Dung vẫn luôn rất tự tin về khả năng của mình. Vậy mà hôm nay lại gặp được người dám thách thức cô. Được thôi, phải thử mới biết được. Nếu đến lúc ấy anh mà thua thì đừng có khóc đấy. Em không dỗ đâu. Còn nếu em thua thì sao? Em thua á không thể nào. Anh đang hỏi em là nếu em thua thì sao cơ mà Nếu em thua thì... Thì... Thì đồng ý là người yêu anh Em dám không? Được Ánh mắt Thủy Dung thoáng lướt qua người đàn ông trước mặt Lòng cô bỗng chốc dậy lên những cảm xúc lạ lùng Dung vốn luôn nghĩ Mình là người kiên định Chẳng dễ dàng bị tác động Nhưng không hiểu sao Phong thái điềm tĩnh và sự thẳng thắn của Bách Khiến cô bắt đầu dao động trái tim cô đập nhanh hơn mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh. Cách anh trò chuyện tự nhiên không vòng vo, không giấu giếm ý định đã làm Dung cảm thấy có chút khác biệt. Liệu đây có phải là người mà mình luôn chờ đợi? Câu hỏi thoáng qua trong đầu khiến cô bối rối, lúng túng nhưng không hề muốn rời khỏi cảm giác này. Bên này Bách vẫn luôn nhìn vào cô. Từ đầu đến giờ vẫn thế. Từ lần đầu gặp Dung, anh đã cảm nhận được sự mạnh mẽ kiên định của cô. Nhưng giờ đây khi đối diện với cô gái ấy, trong khoảng khắc gần gũi hơn, Bách cảm thấy một sức hút mãnh liệt. Anh thích thú với tính cách độc lập và cá tính của Dung. Nhưng đồng thời, Bách cũng thấy cô có một sự mềm mại tiềm ẩn mà anh tin rằng mình có thể chạm đến. Bách mỉm cười, ánh mắt đượm chút hy vọng và khát khao. Trong lòng anh, một niềm tin mạnh mẽ rằng chuyện tình giữa anh và Dung có thể tiến xa hơn có thể trở thành một điều gì đó tuyệt vời và lâu dài. Anh biết cô là người mà anh sẵn sàng chờ đợi và chinh phục. Bách khẽ mỉm cười nhìn Thùy Dung trước khi hỏi thẳng. Cho anh xin số điện thoại và tài khoản Facebook của em nhé. Dạ, cũng muộn rồi, để anh đưa em về. Dạ thôi, không cần đâu, em cũng có xe mà. Bách khoát tay, giọng đầy quyết đoán nhưng không thiếu phần tinh nghịch. Không sao, anh sẽ đi theo em cho chắc ăn chứ để em đi một mình nhỡ đâu lại bị tên côn đồ nào bắt nạt thì sao dung nhìn anh chỉ biết cười khổ với người đàn ông này hôm nay cô đã bị anh quay hơi nhiều rồi đấy cô nhất định không tha cho anh đâu còn chuyện đưa về thì cô thật sự không cần mà em không cần thật mà dù cô từ chối khéo bách vẫn không chịu thua không để anh đưa về lỡ em cần cứu thì sao dung bật cười không ngờ rằng anh lại cứng đầu đến vậy nhưng cô không phản đối nữa hai người cùng về đến nhà của dung trời đã về chiều bố của dung ông đức đang đứng trò chuyện với bác hàng xóm khi thấy con gái về cùng với một người đàn ông lạ ông không khỏi ngạc nhiên ánh mắt dò xét dần chuyển từ con gái sang bách dung vẫy tay chào bố một cách bình thường cháu chào bác con chào bố ạ à. ừ về rồi đấy hả con chưa kịp để bố lên tiếng, bách nhanh chóng cúi đầu chào ông đức, giọng điệu tự nhiên nhưng lại thêm phần táo bạo. chào bác, cháu là bách, bạn trai mới quen của thùy dung ạ. câu nói của anh khiến dung giật mình, mắt tròn xoe nhìn anh, còn ông đức thì không khỏi sững sờ. bác hàng xóm đứng bên cạnh chỉ cười khúc khích, còn bách thì nhanh nhạo xin phép. cháu chào bác ạ, hôm khác cháu lại ghé thăm, giờ cháu phải về rồi ạ nói xong bách quay đi với một nụ cười tự mãn. thằng tít cháu của dung từ trong nhà chạy ra thấy cô và bách vừa về liền hết toáng lên chạy vòng quanh sân. cô dung có người yêu rồi cô dung có người yêu rồi. tiếng họ reo của thằng bé vang khắp xóm khiến dung vừa xấu hổ vừa buồn cười. cô liếc nhìn bố không biết giải thích thế nào. trong khi ông đức chỉ đứng đó khẽ nhíu mày nhưng lại không nói gì chỉ thở dài. Tuy nhiên trong lòng ông lại không thể ngừng cười thầm. Một niềm vui khó tả dâng lên, vì cuối cùng con gái ông cũng có người đưa đón. Một điều mà ông đã mong đợi từ rất lâu. Trong lòng Dung biết rằng mọi chuyện giờ đã sẽ sang một hướng khác, đầy bất ngờ. Tối hôm ấy, ai cũng hỏi cô về Bách, cô cũng đành phải khai hết để mọi người yên tâm. Nghe xong chuyện em gái kể, Dũng anh trai của Dung phán một câu xanh dờn. Kỳ này, cô dung nhà mình gặp cao thủ thách đấu rồi <laughs> còn bố mẹ dung ai cũng mong lần này dung sẽ kết thúc đời độc thân để ông bà nếu có mệnh hệ gì cũng có thể nhắm mắt xuôi tay tối hôm đó cả hai người cứ mãi nhắn tin với nhau cho đến tận gần sáng quên cả thời gian không ai biết họ đã nói với nhau những gì mà nhiều đến vậy mới chỉ lần đầu trò chuyện nhưng cảm giác lại như đã quen từ lâu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất những tin nhắn không chỉ khiến họ bật cười mà còn khiến cả hai dần mở lòng chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống và bản thân cứ thế họ dần hiểu nhau một cách tự nhiên và thật gần gũi bách cảm thấy bất ngờ khi nhận ra thùy dung không chỉ là cô gái mạnh mẽ cá tính như anh đã nghĩ qua tận tin nhắn anh nhận ra cô rất lương thiện, biết quan tâm đến người khác và cách ăn nói của cô luôn lễ phép nhẹ nhàng. Điều đó khiến bách thêm phần cảm mến cô. Anh thích cái cách cô nói chuyện một cách thẳng thắn nhưng lại đầy tế nhị, đúng với con người mạnh mẽ nhưng đầy ấm áp của dung. Còn về phần thủy dung, cô không khỏi bị cuốn hút bởi sự thông minh và hóm hình của bách. Những câu nói đùa duyên dáng và chút hài hước của anh khiến cô cười khúc khích mãi không thôi. Nhắn tin với Bách, cô quên hết cả thời gian, cảm thấy như mỗi giây phút trôi qua đều thật nhẹ nhàng và vui vẻ. Dung không thể ngờ rằng cuộc trò chuyện tưởng chừng bình thường lại khiến trái tim cô bắt đầu sao động. Dưới ánh sáng vàng rực rỡ của võ đường, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi Dung và Bách chuẩn bị bước vào trận đấu âm thanh của những cú đấm và đá phát ra từ đôi chân của họ vang vọng khắp không gian làm cho bầu không khí trở nên nhộn nhịp và đầy sức sống dùng với đôi mắt sắc sảo và cơ thể dẻo dai đứng vững vàng như một tảng đá kiên cố cô nhẹ nhàng di chuyển tạo ra một vòng tay rộng lớn chuẩn bị cho những cú đấm mạnh mẽ bách ngược lại thể hiện sự linh hoạt và nhanh nhẹn của mình lướt trên mặt sàn như một con báo đang săn mồi anh hít một hơi sâu, chuẩn bị cho những đòn tấn công chính xác. Trận đấu bắt đầu với một loạt các đòn tấn công và phòng thủ nhanh chóng. Dung bắt đầu bằng một cú đấm nhanh, nhưng Bách đã phản xạ ngay lập tức bằng cách nhảy ra ngoài phạm vi tấn công. Họ di chuyển qua lại, cú đấm và đá của họ diễn ra liên tục. Mỗi cú đấm đều chính xác và mạnh mẽ như những lưỡi dao sắc bén. Dung không để mình bị lấn át, cô thực hiện một cú đá xoay lưng, làm Bách phải lùi lại một bước. Nhưng Bách nhanh chóng phục hồi và phản đòn bằng một cú đấm ngang, đánh vào vùng hông của Dung. Dung nghiêng người né tránh, đồng thời thực hiện một cú đá chéo vào chân của Bách. Bách chỉ kịp tránh né một cách khéo léo và ngay lập tức phản công bằng một cú đấm trực diện. Cả hai người với sự tinh tế và kỹ thuật cao, phối hợp giữa các cú đấm, đá và những động tác né tránh dùng sử dụng kỹ thuật đấm bằng những ngón tay như lưỡi dao trong khi bách lại dựa vào sức mạnh và tốc độ của những cú đấm và đá mạnh mẽ những đòn tấn công của họ không chỉ đơn thuần là lực lượng mà còn là sự khéo léo và chiến lược cả hai cùng di chuyển trao đổi đòn đánh và né tránh trong một điệu nhảy nhanh và hài hòa mồ hôi bắt đầu rơi trên trán họ nhưng sự tập trung và quyết tâm trong ánh mắt của họ không hề giảm sút. Khi trận đấu tiến về cuối, cả Dung và Bách đều cảm nhận được sức nóng và sự căng thẳng. Họ đã thể hiện tất cả những kỹ năng của mình, từ những cú đấm mạnh mẽ đến những bước di chuyển tinh tế. Khi tiếng chuông vang lên kết thúc trận đấu, cả hai đều đứng yên thở hổn hển nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng và kính nể lẫn nhau. Khán giả xung quanh với những ánh mắt chăm chú vỗ tay và reo hò đã chứng kiến trận đấu tuyệt vời. Dung và Bách dù mệt mỏi vẫn mỉm cười với nhau, biết rằng họ đã có một buổi giao lưu đầy ý nghĩa và thách thức. Sau những giây phút căng thẳng và mệt mỏi của trận đấu, cuối cùng Bách đã giành chiến thắng. Tiếng hò reo của mọi người vang vọng khắp võ đường, tạo nên một không khí vui mừng và phấn khích. Bách đứng giữa sân, hơi thở hổn hển, nhưng trên khuôn mặt anh là nụ cười chiến thắng rạng rỡ ánh mắt của anh ánh lên sự tự hào và thoải mái như thể cả thế giới đều thuộc về anh lúc này dung đứng một bên mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán nhưng trên khuôn mặt cô không có dấu hiệu của sự thất vọng thay vào đó ánh mắt cô sáng lên với một sự chờ đợi đầy hào hứng dù bị đánh bại trong trận đấu dung không cảm thấy buồn mà ngược lại trong lòng cô đầy sự háo hức và tò mò về những gì sẽ đến tiếp theo bách từ từ tiến lại gần dung đôi mắt anh lấp lánh một cách đầy bí ẩn và quyến rũ anh cúi xuống thì thầm vào tai cô với giọng nói chậm ấm em nhớ giữ lời hứa đấy tối nay anh qua đón em dung đứng im lặng một lúc để tiếng hò reo của đám đông dần lắng xuống cô nhìn theo bách bóng dáng anh ngày càng xa dần nhưng trái tim cô thì không ngừng đập mạnh cảm giác hồi hộp và háo hức tràn ngập trong lòng cô như một lời tiên tri về những gì sắp diễn ra. Với những suy nghĩ về buổi tối sắp tới, Dung cảm thấy hào hứng và mong chờ hơn bao giờ hết. Dung không biết điều gì sẽ đến, nhưng cô biết rằng mình đang ở một ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, nơi mọi thứ có thể thay đổi theo cách mà cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Đúng 8 giờ tối, Bách đứng trước cửa nhà Dung, hơi thở vẫn còn lưu lại hơi ấm của buổi tối mùa thu. Anh chỉnh lại trang phục một lần nữa, chắc chắn rằng mọi thứ đều hoàn hảo trước khi bước vào. Cánh cửa mở ra và bách bước vào với một nụ cười tự tin, chào hỏi tất cả mọi người trong nhà Dung một cách vui vẻ và lịch thiệp. Dạ, cháu chào hai bác, em chào anh chị ạ. À? Sự xuất hiện của Bách khiến Dung cảm thấy choáng váng Cô không ngờ rằng anh lại đến thăm nhà mình một cách chính thức như vậy Cô đứng bất động trong một khoảng khắc nhìn Bách với sự ngạc nhiên và bất ngờ. Nhưng ánh mắt của bố mẹ và anh trai Dung đều hướng về Bách với sự tò mò và thích thú. "Ồ, là cậu à, ngồi đi." Ông Đức vui vẻ tiếp chuyện với Bách. Sau đó, cả bà hạnh, chị dâu và anh trai của Dung đều ngồi vây quanh Bách. Mẹ Dung nhẹ nhàng hỏi: "Cháu với cây Dung nhà bác quen lâu chưa?" "Dạ, báo cáo hai bác với anh chị, cháu là Bách." Năm nay cháu 35 tuổi Còn bố Bình mẹ Thanh Nhà ở ngoài xóm D Cháu hiện đang là bộ đội Cấp bậc thiếu tá Công tác ở huyện X Cách nhà khoảng hơn 100 cây bác ạ à. Ông Đức mỉm cười hài lòng Được Đúng chuẩn con nhà Bình đấy Giới thiệu rõ ràng mạch lạc đầy đủ Thế hai đứa quen nhau lâu chưa Dạ Tính đến hôm nay là ba ngày ạ à. Cả nhà Dung ai nấy đều há hốc mồm nhìn anh ngạc nhiên. Ba ngày. Dạ vâng. Hôm kia cháu đang trên đường từ đơn vị về nhà thì gặp em Dung nhà mình. Và hôm qua bọn cháu có buổi hẹn hò đầu tiên. Hôm nay là buổi thứ hai sau ba ngày biết nhau ạ. Bà Hạnh quay sang nhìn chồng rồi nói trong lo lắng. Thế này có nhanh quá không ông? Ô hay, thế chẳng phải bà muốn gả nó luôn đi còn gì? giờ lại kêu thế này có nhanh quá không là thế nào nhưng mà bà cứ bình tĩnh bọn nó mới quen thôi mà đã xin cưới đâu mà bà lo được bố đức động viên mẹ hạnh của dung mới phần nào bớt chút lo lắng dạ bây giờ cháu xin phép hai bác cho cháu được đưa dung đi chơi một lát ạ đảm bảo đưa đi đón về an toàn tuyệt đối chị dâu của dung cứ cười nãy giờ với những câu nói của bách Trước lời xin phép lịch sự của Bách, ông Đức đương nhiên là rất hài lòng, giao con gái của ông cho Bách. Ừ, hai đứa đi đi, kẻo muộn. Bách và Dung rời khỏi nhà và lên chiếc xe của Bách, Dung không khỏi cảm thấy hồi hộp. Bách lái xe một cách điềm tĩnh và khéo léo, anh đưa Dung đến một quán cà phê cách nhà cô không xa. Khi xe dừng lại trước quán, Dung cảm nhận được quán có một không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu dàng và những cây xanh trang trí xung quanh. Những bàn ghế gỗ màu nâu tạo nên một cảm giác gần gũi và thoải mái. Những bản nhạc nhẹ nhàng vang lên tạo ra một không khí dễ chịu và thư giãn. Bách và Dung bước vào quán, nơi đã được trang trí tinh tế để tạo ra một không gian lý tưởng cho cuộc trò chuyện và tận hưởng thời gian bên nhau. Bách dẫn Dung đến một góc yên tĩnh của quán, nơi có thể dễ dàng trò chuyện mà không bị làm phiền. Anh kéo ghế cho Dung ngồi, rồi tự mình ngồi xuống đối diện với ánh mắt chăm chú và nụ cười ấm áp. Em thích uống gì? Dạ, để em xem qua một chút đã. Dung nhìn menu đồ uống một lúc rồi quyết định gọi cho mình một ly trà cam chi dương lộ và một ly và một ly kem dừa. Còn Bách chỉ gọi đúng một ly cà phê đen đá. Anh uống vậy rồi tôi có ngủ được không? anh có thể hiểu ý của câu này là em đang lo cho anh đúng không? Anh bớt tự luyến lại đi. <laughs> Bách mỉm cười nhìn Dung. Mà hôm nay em chính thức làm bạn gái anh rồi đấy. Nếu em không muốn thì có thể rút lại lời hứa hôm trước nha. Làm người yêu thì làm người yêu, có gì gây gớm đâu mà em phải sợ. Dù sao em cũng đang độc thân. Vậy là chốt rồi nhé. Tách. Tiếng chụp ảnh của điện thoại vang lên. Dung vội vàng với tay ra để lấy điện thoại của Bách Nhưng anh đã né qua một bên Anh làm gì thế hả? Anh chỉ xin em một bức ảnh thôi mà Chắc em không kỳ bò đến mức ấy chứ Nhưng anh không được đăng hình em lên mạng đâu đấy Được, anh hứa Mọi thứ công khai kia anh sẽ chỉ làm khi em đồng ý Còn bức này anh chỉ để ngắm một mình thôi Câu nói của Bách thực sự đã chạm sâu vào trái tim Dung những lời ấy không chỉ là một lời hứa đơn thuần mà còn là phản ánh đúng điều mà cô mong muốn ở người đàn ông mà mình sẽ chọn làm chồng. Sự tôn trọng. Đối với Dung, tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Một người chồng lý tưởng trong mắt cô là người biết lắng nghe, không ép buộc và luôn tôn trọng quyết định của cô dung tin rằng trong mối quan hệ hôn nhân sự tôn trọng là nền tảng thiết yếu là thứ tối thiểu mà hai người phải dành cho nhau để xây dựng hạnh phúc bền lâu với bách dung có cảm giác rằng anh có thể mang đến cho cô sự an yên bởi anh không chỉ là một người đàn ông mạnh mẽ quyết đoán mà còn biết lắng nghe và hiểu cô ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ phép bách nhắn tin cho dung mai anh phải về đơn vị rồi Chiều nay qua nhà anh ăn cơm nhé. Dung đang làm việc thì đọc được tin nhắn của anh mà không khỏi hét lên một tiếng, khiến mọi người ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Cô không biết phải trả lời bác như thế nào thì anh lại nhắn tin tới. Sao em không trả lời anh? Chỉ là tới nhà anh ăn một bữa cơm thôi mà. Trời ơi, anh nói sao đơn giản vậy hả? Thì chúng mình già cả rồi, tìm hiểu nhanh nhanh còn cưới chứ. Em cũng bước sang tuổi ba tư đến nơi rồi Sắp hết tuổi sinh con rồi đó Nhanh còn kịp Thật không thể nào mà nói chuyện nghiêm túc với ông này được Dung cười trong đau khổ Cô không nghĩ là anh còn gấp hơn cả cô nữa Anh có thấy như vậy là nhanh quá không? Mới chưa được một tuần luôn đó Không sao Anh cũng hiểu được khá khá về em rồi Còn em Không lẽ em không tin anh hả? gia đình anh gồm những ai ở đâu em cũng biết rồi còn gì anh có lửa em đâu mà em sợ chứ còn chuyện tình cảm anh thấy anh và em rất hợp nhau thế nên nếu có cưới luôn hôm nay cũng được thủy dung cứng họng không biết nói sao với anh nữa chỉ biết nhắm mắt lao theo anh vậy dạ thế mấy giờ em qua được mà mua gì được đây em không biết nên mua gì nữa anh gợi ý đi lát anh đón em rồi đưa em đi mua luôn, không phải lo đâu. Mình lớn rồi mà, có phải nhỏ con gì nữa đâu. Bà cái chuyện này bình thường thôi, đúng không em? Lần này, Dung tức giận nhắn lại cho Bách. Bình thường cái đầu anh ấy, tôi lớn nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến nhà bạn trai ăn cơm đấy ạ, tôi không thể bình thường được. Bên này, Bách đọc được tin nhắn của Dung mà ông ấy cười khủng khục. Bách biết là mình đã chọc giận Dung rồi nên không dám chọc thêm nữa. Thấy con trai vừa nhắn tin vừa cười, bà Thanh không khỏi tò mò. "Bách, con đang nói chuyện với ai mà cười toe toét thế? Con dâu mẹ chưa ai?" "Cái gì? Mẹ có con dâu rồi hả?" "Đâu, đưa mẹ coi cái mặt coi. Chiều nay con dâu mẹ tới đây ăn cơm rồi." Tha hồ mẹ nhìn, nhìn trực tiếp luôn. Bà Thanh đấm mạnh một cái vào lưng con trai rồi trách. "Cái thằng này" mày mời người ta đến ăn cơm mà không báo cho mẹ một tiếng để mẹ còn chuẩn bị nữa. Có gì đâu mẹ, bữa cơm bình thường như mọi hôm nhà mình vẫn ăn thôi mà. Đâu có được, hôm nay con dâu tương lai tới ăn cơm, mẹ phải chuẩn bị tươm tất một chút. Ông Bình từ trong nhà đi ra cũng góp vui với hai mẹ con Bách. Chà, hôm nay đã có con dâu đến ăn cơm rồi à? Không hổ danh là con trai bố, đánh nhanh thắng nhanh. Chưa đầy một tuần mà đã tán được con gái nhà người ta rồi đương nhiên rồi, còn bố mà. Hai bố con nhìn nhau cười khoái chí. Còn bà Bình thì đang lo, không biết chiều nay sẽ nấu món gì để đãi con dâu tương lai. Ông chuẩn bị để đưa tôi đi chợ. Ai mà gọi vợ chồng thằng Tú với con Biên đi, bảo chúng nó chiều đi làm về qua bên này ăn cơm luôn. Tự dưng không khí trong nhà vui rộn ràng hẳn lên. Bách cũng thấy lòng mình như mùa xuân đến, phấn khởi và hạnh phúc biết bao nụ cười vẫn luôn hiện diện trên gương mặt có nhiều thăng trầm do thời gian. Thủy Dung bước đến nhà Bách, trên tay cầm theo giỏ hoa quả tươi. Cô trông thật dịu dàng trong chiếc váy liền thân màu xanh đậm, dài quá gối, tô lên vóc dáng thanh mạnh mà vẫn kín đáo. Không cần son phấn cầu kỳ, mái tóc buộc cao gọn gàng với dáng vẻ đơn giản nhưng toát lên sự duyên dáng ấy, khiến Dung trông thật gần gũi, mang đến một cảm giác ấm áp và dễ chịu khi cô xuất hiện. Đến khoảng gần 9 giờ thì Bách đưa Dung về. Sau màn ra mắt vội vã thì bây giờ Bách mới dám hỏi Dung điều mà anh chăn trở bấy lâu. Cũng là điều mà anh lo lắng nhất khi bước vào mối quan hệ yêu đương với Dung. Mai anh về đơn vị rồi. Nếu không có chuyện gì đột xuất thì một tháng nữa anh lại về. Nhưng lần sau về chỉ được ba ngày thôi. Em có buồn không? Không, anh cứ đi đi, bao lâu cũng được. Ô, vậy hả? Anh cứ tưởng em sẽ nói em buồn lắm, em không muốn anh đi nữa cơ. Rồi đột nhiên cả hai, không ai nói thêm điều gì, không khí như nặng nề hơn. Thật lòng mà nói, Dung cũng có chút buồn khi anh nói vậy. Nhưng cô cũng hiểu rõ, đấy là nhiệm vụ, là công việc của anh, không thể khác được. Khi chấp nhận đến với anh là cô biết bản thân sẽ phải đối mặt với những điều gì về đến trước cổng nhà, hai người chỉ đứng nhìn nhau, nói với nhau một câu chào rồi cả hai đều quay đầu mỗi người một hướng. Mỗi người đều che giấu những nỗi niềm riêng. Thủy Dung không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc của bản thân, cô muốn che giấu những cảm xúc khó nói thành lời, không muốn phần yếu đuối trong cô bị người khác nhìn thấy. Nhưng lòng cô lại ngổn ngang những suy nghĩ và chăn trở. Cho đến lúc này, dung vẫn chưa thể tin được rằng cô và bách đã chính thức thành một đôi hai bên gia đình đều đã biết về mối quan hệ giữa hai người điều ấy thật khó tin nhưng sự thật là nó đã và đang diễn ra bách đã cho cô quá nhiều điều bất ngờ những cảm giác mới lạ mà anh mang đến cho cô khiến trái tim cô rung động cái cảm giác mà cô nghĩ rằng cô sẽ còn gặp lại nó nữa nhưng bách đã làm nó sống dậy trong cô thêm một lần nữa nhưng dung không dám thừa nhận tất cả đêm ấy có người mất ngủ nhưng cũng có người ngủ rất ngon vui vì từ nay mỗi tháng anh lại có cớ để được xin phép về nghỉ chứ ngày trước anh chẳng có lý do gì để xin về nhiều toàn ở lại đơn vị trực thay mấy anh em giờ thì anh có thể sĩ với đời rồi Mỗi ngày sau những giờ làm việc mệt mỏi, hai người lại dành thời gian nói chuyện hoặc nhắn tin với nhau. Đó là những giây phút mà cả hai đều mong đợi nhất trong ngày. Hay anh bảo bố mẹ anh xuống nhà em xin cưới nha. Anh có ở nhà đâu mà cưới? Thì bố mẹ xem ngày trước thì anh mới biết để xin nghỉ phép chứ. Dạ. Sao hôm nay ngoan thế? Muốn làm vợ anh đến thế rồi cơ à? Bất giác, Dung lại nở nụ cười khi đọc những dòng tin nhắn của anh. Vậy thì thôi. Em chắc không? Chắc. Đấy, hai đứa yêu nhau mà một đứa thì lầy lội, còn một đứa hay quạo thì chỉ có như vậy thôi. Cứ nhắn một lúc là lại chọn nhau. Không biết sau này về ở cùng một nhà sẽ như thế nào nữa. Dung cảm thấy lo lắng cho cuộc sống sau này của cô. Chắc suốt ngày cô sẽ bị chọc cho tức chết mất. Nói thì nói vậy thôi, nhưng một tuần sau, nhà trai với áo quần bảnh bao, quà cáp trang trọng lên xe thẳng tiến về nhà gái. Nhà gái vui mừng dạng dỡ đón tiếp phái đoàn nhà trai. Cả hai bên đều rất vui mừng cho mối lương duyên, có phần vội vã, nhưng lại rất đáng mong chờ này. Hôm đó, cô dâu xinh đẹp dạng dỡ trong tà áo dài xinh xinh, chỉ thiếu mỗi chú rể bên cạnh nữa là đẹp. Nhưng không sao, điều đó sẽ sớm được diễn ra thôi mấy hôm nay, đài báo liên tục đưa tin về cơn bão số 3 sắp đổ bộ vào đất liền. Tầm bão tuy sẽ không vào quê nhà của Dung, nhưng hoàn lâu của cơn bão đã khiến những cơn mưa liên tục chút xuống. Trận mưa lớn đã kéo dài suốt 3 ngày nay, đồng ruộng xóm làng đã bị ngập hết. Mỗi trận mưa chút xuống càng khiến lòng Dung thêm phần lo lắng. Bởi tối qua, Bách có nói với cô rằng, đơn vị anh chuẩn bị phải đi làm nhiệm vụ, di rời dân ra khỏi những vùng bị ngập lụt nặng. Thế nên những ngày này anh sẽ không liên lạc với cô được. Sáng nay, nhận được tin nơi anh đang làm nhiệm vụ, nước lũ đang lên rất cao. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ của đơn vị anh đang cố gắng giúp dân chạy lũ. Đã có những người bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ. Lỏng dung như lửa đốt, không biết phải làm sao, chỉ biết cầu mong anh sẽ an toàn. Đến buổi sáng ngày thứ ba, cô lại nhận được tin một cán bộ trong đoàn cứu hộ giúp dân đã bị lũ cuốn khi cố gắng cứu một cháu bé giữa dòng nước cuộn cuộn. Trong bản tin ấy, cũng không nói rõ người cán bộ ấy là ai. Điều ấy càng khiến Dung bất an nhiều hơn. Đến chiều vừa tan làm, Dung đã vội vã qua nhà Bách để hỏi thăm về anh. Thấy Dung sang, bà Bình cố tỏ ra bình tĩnh. Dung đấy hả cháu? Dạ, bác ơi, bác có tin gì của anh Bách không bác? Cháu lo quá Bác trai có gọi điện cho đơn vị của Bách, họ nói mọi việc vẫn ổn cháu à, không sao đâu Thế còn người bị mất tích do lũ cuốn đó là ai vậy ạ? À? à, là một đồng chí ở cùng đơn vị thôi cháu, không phải Bách nhà mình đâu Dạ, thế thôi cháu về đây ạ, à. có tin gì về anh Bách bác báo cho cháu với ạ? À? Ừ, được rồi, cháu về đi kẻo muộn rồi Bà Bình không muốn cho Dung biết sự thật rằng người mất tích đó chính là Bách, bởi chính ông bà cũng đang mong con trai của họ sẽ bình yên. Họ tin những người lính được huấn luyện mỗi ngày như Bách sẽ có cách để vượt qua những thời khắc sinh tử như vậy. Ông Bình và bà Thanh đều đã từng là những người lính, tâm lý rất vững vàng, nhưng còn Dung thì khác. Ông bà không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống đang diễn ra bình thường của cô. Dung trở về nhà nhưng lòng vẫn tràn ngập âu lo về Bách. Tất cả những gì cô có thể làm lúc này chỉ là cầu trời khấn Phật cho anh được bình yên. Bây giờ thì cô đã hiểu cảm giác khi yêu và lấy một người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam là như thế nào. Là vào những lúc nhân dân cần các anh sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ vì dân còn người thân như cô hay bố mẹ của các anh chỉ biết cầu mong cho các anh được bình an trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ không ai muốn bất cứ điều gì không may xảy ra với các anh nhưng thiên nhiên khắc nghiệt không ai biết trước được điều gì nhưng nếu các anh không đi ai sẽ là người cứu dân giúp dân khi thiên tai lũ lụt xảy ra những giọt nước mắt bất giác lăn dài trên đôi má cô lòng cô thương anh vô cùng Thủy Dung chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô lại thương anh nhiều đến thế. Anh hãy cứ ôm lấy đất nước, ôm lấy nhân dân của anh. Còn em, em sẽ ôm trọn trái tim anh, sẽ luôn là ngọn đèn soi sáng mỗi bước quân hành của anh, là mái nhà là hạnh phúc và niềm vui của riêng anh. Chưa ngày hôm sau, khi Thủy Dung chuẩn bị đi ăn cơm trưa thì anh Tú đến gặp cô. Anh Tú, sao anh qua đây? anh đến gặp em. Gặp em? Làm gì? Em bình tĩnh nghe anh nói nha. Trong lòng cô dâng lên một dự cảm không lành, cô nín thở nghe anh nói. Cậu Bách, cậu ấy đang bị thương rất nặng, hiện tại đã được đơn vị chuyển về bệnh viện quân y của tỉnh. Bố mẹ bên nhà bảo anh báo tin với em như vậy. Nếu em muốn đi thăm thì anh sẽ đưa em đi. Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Dung điều mà cô luôn lo lắng bấy lâu nay đã xảy ra. Đôi chân cô như muốn khuỵu xuống, những giọt nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống ảo ảo. Dung à, em ổn không? Hay là thôi, để anh đi trước đã nha. Không, em muốn vào với anh ấy luôn. Anh đợi em một lát. Dung quay lại bàn làm việc lấy một số đồ dụng cơ bản, sau đó theo tú đi vào bệnh viện với bách suốt chặng đường dài hơn 60 cây số, Dung như chìm trong nỗi sợ hãi và hoảng loạn. Cô không ngừng khóc, những giọt nước mắt chảy dài không kiểm soát. Trong đầu cô là hàng loạt hình ảnh mơ hồ về dòng nước lũ chảy xiết, là anh đã vật lộn ra sao với dòng nước ấy và trái tim cô như vỡ vụn từng chút một. Đến bệnh viện, đôi mắt Dung đã sưng vù, đỏ hoe sau hàng giờ khóc lóc khuôn mặt cô hốc hác đến mức không thể nhận ra chính mình. Nhưng khi đứng trước cửa phòng bệnh, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Mình phải mạnh mẽ. Cô tự nhủ, không thể để anh thấy mình yếu đuối, không thể khiến anh lo lắng thêm nữa. Dù lòng cô như muốn gục ngã, nhưng nỗi sợ và tình yêu dành cho anh buộc cô phải giữ vững bản thân. Khi bước vào phòng, thấy bách nằm trên giường khuôn mặt vẫn còn chút mệt mỏi trái tim dung lại thắt chặt cô chỉ muốn lao vào ôm anh thật chặt khóc lên cho thỏa nỗi lo sợ bấy lâu nhưng thay vào đó dung đứng lặng cố giữ nụ cười mỏng manh che giấu mọi cảm xúc đang sôi sục bên trong cũng may là anh chỉ bị thương phần mềm không nguy hiểm đến tính mạng cô thầm thở vào nhẹ nhõm cảm ơn trời đất vì anh vẫn ở đây Dung thầm nghĩ Dù anh có bị thương Chỉ cần anh còn sống Cô có thể chịu đựng được tất cả Anh sẽ sớm khỏe lại thôi Cô tự nhủ như một lời động viên chính mình Và điều duy nhất cô mong muốn lúc này Là anh sớm bình phục Trở lại như trước Với sự chăm sóc tận tình Của y bác sĩ và người thân Sau 10 ngày nằm viện Bách đã được xuất viện về nhà nằm nghỉ ngơi thêm ngày anh về nhà mọi người đến thăm anh nhiều lắm ai cũng đã xem tin tức về anh mọi người chúc mừng anh vì đã tai qua nạn khỏi cảm ơn anh vì vẫn còn ở đây bố mẹ dung cũng sang thăm anh họ đã xem anh như con cái trong nhà vậy nên họ cũng lo lắng cho anh không kém gì dung sau cơn mưa bầu trời dường như rực rỡ hơn trong xanh và yên bình Bách sau những ngày dài nằm trên giường với cơ thể yếu ớt, giờ đã có thể bước đi vững vàng trở lại. Nhìn anh sinh hoạt như trước, Dung cảm thấy nhẹ nhõm, nỗi lo lắng chất chứa trong lòng dần tan biến. Từ ngày Bách gặp tai nạn, cô luôn ở bên anh như một người vợ nhỏ tận tụy, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ và không ngừng động viên anh bằng những lời nói dịu dàng, ấm áp dung không chỉ là điểm tựa tinh thần cho bách mà còn là ánh nắng ấm áp xua đi nỗi đau sau cơn bão tố cô ở đó mỗi khi anh mệt mỏi cô lặng lẽ bên cạnh anh những đêm anh trằn trọc và luôn tạo cho anh cảm giác an yên khi biết rằng dù chuyện gì xảy ra cô vẫn ở bên tình yêu của họ ngày càng sâu đậm qua những thử thách không cần những lời hoa mỹ chỉ là sự thấu hiểu và đồng hành trong từng khoảng khắc nhỏ nhặt của cuộc sống. Bố mẹ hai bên đã dần công nhận mối quan hệ này và trong lòng họ cũng đã coi Dung như một thành viên trong gia đình. Chỉ còn chờ một ngày nắng lên, một ngày mà mọi thứ thật tươi đẹp và hoàn hảo. Khi đó, họ sẽ chính thức nắm tay nhau bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân. Ngày hôm đó, không còn là cơn mưa lo lắng hay sợ hãi nào nữa, mà chỉ có hạnh phúc ngập tràn như một cơn gió nhẹ nhàng mang đến hy vọng và khởi đầu cho một cuộc sống mới đầy ấm áp bên nhau. Ngày cưới của bác và dung cuối cùng cũng đến, ngày mà cả hai đã mong chờ bấy lâu. Trời trong xanh, những tia nắng ấm áp chiếu rọi như chúc phúc cho hạnh phúc muộn màng của họ. Bạn bè người thân hai bên gia đình đều có mặt, mang theo những lời chúc tốt đẹp nhất. Không khí lễ cưới tràn ngập niềm vui, tiếng cười giòn giã vang lên không ngớt. Từ sân nhà cho đến khoảng sân rộng nơi hôn lễ được tổ chức. Dùng trong chiếc váy cưới trắng mút, nụ cười dịu dàng và ánh mắt sáng ngời hạnh phúc. Cô bước đi bên cạnh bách, nắm chặt tay anh, cảm nhận được từng nhịp đập trái tim, hòa cùng nhịp bước của anh đôi mắt của Bách cũng ánh lên niềm vui và sự hài lòng. Họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách. Và giờ đây, họ chính thức bước vào cuộc sống mới với tư cách vợ chồng. Dung không giấu nổi cảm xúc hân hoan. Lòng tràn đầy sự mãn nguyện khi nhìn những người thân yêu vây xung quanh. Tất cả đều chúc phúc cho tình yêu của họ. Những tháng ngày lo âu và bất an giờ đã qua. Thay vào đó là niềm tin vào một tương lai sáng lạn, bên bách. Người đàn ông mà cô yêu thương. Cô nhớ lại từng khoảng khắc bên nhau từ khi gặp gỡ cho đến lúc đối mặt với những sóng gió của cuộc sống. Và giờ đây họ đã chính thức thuộc về nhau dưới sự chứng kiến của tất cả những người mà họ yêu quý. Buổi tiệc diễn ra trong niềm vui hân hoan dung mỉm cười nhìn bách người đàn ông đã làm thay đổi cuộc đời cô người mà cô nguyện ý ở bên suốt quãng đời còn lại nhìn anh cười đôi mắt sáng ngời niềm vui dung cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất trái tim cô như ngập tràn niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời đó là thứ hạnh phúc mà chỉ những người đã trải qua nhiều sóng gió và thử thách mới có thể cảm nhận được trọn vẹn đêm tần hồn cũng là đêm đầu tiên họ bên nhau. Bách nói nhỏ vào tai vợ. Cảm ơn em đã đợi anh đến tận bây giờ. Du mỉm cười, ánh mắt đắm đuối nhìn anh. Có lẽ anh nói đúng, nhưng... Anh đã để em đợi hơi lâu đấy. Ừ, anh biết anh sai rồi. Vậy nên từ nay về sau, anh sẽ bù đắp cho em thật nhiều. Ánh đèn trong phòng chỉ còn lại những tia sáng mờ ảo, tạo nên không gian ấm áp và lãng mạn. Bách như ôm Dung vào lòng, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ cơ thể cô. Cả hai đã chờ đợi khoảng khắc này quá lâu, và giờ đây mọi cảm xúc dồn nén, tình yêu sâu đậm cùng khao khát thầm kín đều như vỡ hòa. Bách nhẹ nhàng đặt lên môi vợ một nụ hôn dịu dàng, rồi dần dần nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn, say đắm hơn anh ôm lấy cô thật chặt như muốn khẳng định rằng cô đã là của anh mãi mãi nụ hôn dài và ngọt ngào ấy không chỉ là sự hòa quyện của hai đôi môi mà còn là sự giải phóng của bao nhiêu cảm xúc kìm nén bấy lâu dung run lên trong vòng tay của chồng cảm nhận rõ từng nhịp đập dồn dập của anh mỗi cử chỉ của anh đều làm trái tim cô thêm loạn nhịp không khí trong phòng càng trở nên nóng bỏng khi bách bắt đầu di chuyển đôi tay âu yếm từng đường nét trên cơ thể vợ mình từng cử động nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc của anh làm rung như tan chảy cô không thể che giấu được sự rung động đáp lại anh bằng những cử chỉ yêu thương không kém phần cuồng nhiệt những cảm xúc sâu kín mà cả hai đã giấu kín bấy lâu nay giờ đây được tự do buông ra từng chút một mọi sự căng thẳng chờ đợi và yêu thương như trôi theo thời gian để lại trong đêm ấy chỉ còn sự gắn kết trọn vẹn của hai con người yêu nhau tha thiết dung nhắm mắt tận hưởng từng khoảng khắc từng sự chăm sóc đầy dịu dàng mà bách mang đến cho cô trong giây phút này không còn gì ngoài tình yêu thuần khiết sự hòa quyện của hai tâm hồn và cơ thể họ không cần lời nói, chỉ cần sự thấu hiểu và cảm nhận từ nhau. Đêm ấy, giữa không gian yên tĩnh và ấm áp, Bách và Dung chính thức trở thành của nhau trong một niềm hạnh phúc ngọt ngào và mãn nguyện. Cảm ơn các bạn đã nghe hết câu chuyện trên kênh của chúng tôi. Nếu cảm thấy câu chuyện hay, ý nghĩa thì hãy ấn like và để lại bình luận phía dưới nhé. Đừng quên ấn subscribe để không bỏ lỡ những câu chuyện mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Mẹ chồng hám tiền. Sương và Danh là bạn học cùng trường đại học ở Hà Nội, vì cùng sinh hoạt trong một câu lạc bộ nên họ thường gặp nhau trong các buổi sinh hoạt hàng tuần dần dần trở nên thân quen sau đó danh bắt đầu tán tỉnh và bày tỏ tình cảm với sương anh cũng thường xuyên mua bánh trái cho cô ngày ngày giúp cô đi lấy đồ tối nào cũng chạy cả mấy cây số để mua cho được món cô thích cả hai thường xuyên cùng nhau đến thư viện nói chung là quan tâm tỉ mỉ từng ly từng tí một thực ra trong số những người theo đuổi sương danh không hề xuất sắc nhưng nhờ vào sự kiên trì bám giết cuối cùng đã giành được trái tim người đẹp sương là tiếp người trung thủy nên sau khi ra trường dù giỏi giang và làm được nhiều tiền hơn người yêu nhưng cô không hề khinh thường anh mà còn giúp anh tìm việc ở khắp nơi cuối cùng sau bao năm phấn đấu họ quyết định về chung một nhà dự định ban đầu là cả hai sau khi cưới sẽ thuê một phòng trọ nhỏ sau đó tích góp tiền để mua nhà hai vợ chồng trẻ hừng hực nhiệt huyết hướng đến một tương lai tươi sáng hơn danh nói với vợ em yên tâm anh sẽ cố gắng để em không phải thua kém ai sương hạnh phúc tựa vào ngực chồng đỏ mặn nói chỉ cần chúng ta luôn yêu thương nhau thì không gì là không thể anh nhỉ danh khẽ gật đầu rồi vuốt tóc vợ đầy âu yếm thế nhưng ngay sau ngày cưới bà nguyệt mẹ của danh đã gọi hai vợ chồng con trai lại và bảo, "Bố mẹ quyết định rồi, phải an cư mới lập nghiệp được. Giờ hai đứa không có cái nhà tử tế để ở thì bố mẹ không đành lòng, vậy nên bố mẹ quyết định sẽ bán căn nhà này ở quê để mua cho hai đứa một căn chung cư." Sương Ngạc Nhiên khi nghe bà nói vậy, "Bán căn nhà đi thì ông bà biết ở đâu? Hiếm thấy có bố mẹ nào lại hy sinh vì con cái như vậy." Danh vội nói, không được đâu ạ, nhà của chúng con thì cứ để chúng con tự mua. Bố mẹ đã già rồi, phải được hưởng phúc, chứ không phải lo cho chúng con đến thế đâu ạ. Bà Nguyễn nắm lấy tay anh, bảo, bố mẹ đã quyết rồi, đây là chuyện hệ trọng cả đời. Con có cái nhà đàng hoàng thì bố mẹ mới yên lòng được. Nói xong, bà quay sang xương nói tiếp. Căn nhà với mảnh đất này bán đi vẫn thiếu một ít hay là vàng cưới hai đứa bán đi thêm vào có được không? Đáng lẽ bố mẹ phải lo trọn vẹn. Nhưng đất ở quê chỉ được có vậy. Bố mẹ cũng áy náy lắm. Sương vội đỡ lấy bàn tay nhăn nheo của mẹ chồng, cảm động mà nói. Mẹ đừng nghĩ nhiều, vàng cưới được ba cây, con xin gửi mẹ hết. Cảm ơn bố mẹ đã hy sinh cho chúng con. Bà Nguyệt nhìn cô, từ hốc mắt nhăn nheo, chảy ra một dòng nước mắt. Còn nội thất trong nhà chắc là phải nhờ nhà ngoại giúp một tay rồi. Nhà mua xong mà không có đồ đạc gì cũng kỳ lắm con ạ. Sương ngẩn người, gia đình cô cũng không phải giàu có gì, nhưng cũng không phải là quá nghèo khổ. Bây giờ nhà chồng đã cho vợ chồng cô cả một căn nhà thì tiền mua nội thất đáng là bao, thôi thì nhà ngoại bỏ vào một ít, sau này cũng xem như là có tiếng nói. Sương mỉm cười nhìn mẹ chồng. Dạ mẹ cứ yên tâm, chuyện này chắc bố mẹ con sẽ đồng ý thôi. Sương mừng lắm. Thế là lấy chồng xong, cô đã có cho mình một căn nhà rộng rãi, thoải mái. Đời người, việc mua nhà là việc lớn, vậy mà cô chẳng phải lo nghĩ gì. Bố mẹ Sương nghe con gái trình bày thì cũng vui lắm. Họ hết lời dặn dò dạy bảo, sợ con gái cư xử không đúng mực, bị chê trách là không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, bảo rằng ông bà bên đấy thật là đáng kính trọng khi đã hy sinh cho con cái như vậy, chắc chắn con gái mình đã chọn được một nhà chồng tốt để gửi gắm nửa đời còn lại. Vậy nên, bố mẹ xương cũng bấm bụng rút hết sổ tiết kiệm cả đời để dưỡng già của mình cho con gái, cứ nghĩ đến việc cô con gái yêu của mình được sống trong căn nhà đẹp đẽ sang trọng nghĩ bụng số tiền đó cũng là cho con gái mình, nên bố mẹ Sương rất vui vẻ bỏ tiền ra. Thế nhưng khi căn nhà hoàn thành, nhận giấy tờ chứng nhận nhà đất về, cô mới tá hỏa khi phát hiện trên sổ đỏ đứng tên của bố mẹ chồng chứ không phải của cô và chồng vậy mà bà Nguyệt đi đâu cũng kể lể bà vì con trai mà phải bán nhà rút hết tiền tiết kiệm để mua nhà cho con trai và con dâu thế nên hai ông bà già không có trốn nương thân chưa đợi cô thắc mắc thì bố mẹ chồng đã gọi người ta đến thi công nội thất căn hộ được sửa sang hoàn toàn theo ý của bố mẹ chồng thấy căn bếp xây theo kiểu đã lỗi thời xương định lên tiếng góp ý thì bị danh lôi ra một góc rồi trách Bố mẹ có nhiều kinh nghiệm hơn mình, hơn nữa bố mẹ đã vất vả cả đời, tiền mua nhà cũng là của ông bà, chẳng lẽ lại phải nghe theo lời chỉ tay năm ngón của em à? Sương nghe chồng nói vậy thì cũng chẳng dám ý kiến gì nữa, cô chán nản nhìn căn nhà chẳng có điểm nào ưng ý. Sau khi căn hộ sửa sang xong xuôi, bố mẹ chồng và đứa em trai út của danh Đường Hoàng chuyển đến ở, còn chọn căn phòng đẹp nhất trong lòng xương cảm thấy không vui nhưng có thể nói được gì đây và cũng dám thể hiện gì đây tất nhiên không thể đuổi bố mẹ chồng ra ngoài đường được hơn nữa cô cũng không muốn bị mọi người nói rằng mình là đứa con dâu bất hiếu ăn cháo đá bát bởi có rất nhiều người khen ngợi lòng tốt của mẹ chồng xương mỗi buổi sáng bà sẽ cùng chồng xuống sân của trung cư kể lể về khó khăn và vất vả của mình rồi chuyện phải bán hết nhà cửa đất đai để mua nhà cho con trai cho tất cả mọi người ở khu chung cư nghe, dành không cho vợ nói cho người ngoài biết việc ai đứng tên trên giấy tờ sổ đỏ của căn hộ mới, cho rằng đây là việc riêng trong gia đình, không cần phải đi kể lể khắp nơi. Một lần khi hai vợ chồng đi làm về thì cô hàng xóm ở nhà cạnh bên níu lấy tay xương lại bảo: "Cháu thật là có phúc, gặp được gia đình chồng tốt." bao nhiêu người phải ghen tị. Sau này, cháu phải hiếu thuận với bố mẹ chồng đấy. Ông bà đã hy sinh cho con cái như vậy, đúng là hiếm thấy. Đến cả cô còn không thể làm được thế với con trai của cô. Nghe người hàng xóm khen ngợi bố mẹ chồng lên tận trời xanh, xương khó chịu lắm. Bởi đi đâu, cô cũng nghe người ta bàn tán như vậy. Cô câu mày đáp. Cô cứ nói quá lên thế chứ. Nói là mua nhà cho con trai, nhưng cả gia đình đều kéo nhau lên đây ở hơn nữa tên trong sổ đỏ là tên bố mẹ chồng đấy chứ cô còn chưa nói xong đã bị chồng kéo đi anh nắm chặt cổ tay vợ mà trách anh đã dặn em không được nói chuyện này linh tinh rồi cơ mà nhà của bố với nhà của chúng ta thì có khác biệt gì chứ anh là con trai cả sau này chẳng phải là của chúng ta sao sương ấm ức lắm nhưng cô ngẫm nghĩ thấy chồng nói cũng phải thế nên cô không so đo chuyện người đứng tên trên sổ đỏ là ai nữa thế nhưng thỉnh thoảng về nhà bố mẹ đẻ thấy bố mẹ mình vẫn ở trong căn nhà cũ kỹ đơn sơ trong lòng xương trào dâng bao cảm giác phức tạp và bất lực cảm thấy mình thật bất hiếu nhà cô là gia đình công nhân viên chức ở quê lương chỉ ba cọc ba đồng mẹ cô rất tiết kiệm vì muốn mua được đồ ăn rẻ hơn một chút mà sáng nào bà cũng dậy sớm đạp xe cầm mấy cây số lên chợ huyện để mua số tiền sửa sang căn hộ chính là số tiền bố mẹ cô dành dụm từng đồng mà có ban đầu cô vẫn không muốn nhận số tiền này cô bàn bạc với chồng hay là chúng ta vẫn cứ đi thuê nhà đi anh đợi đến khi hai vợ chồng có chút tiền tiết kiệm rồi mình mới tính đến chuyện mua nhà nhưng chồng cô gạt phát đi mẹ anh không đồng ý đâu. Bố mẹ đã quyết thế rồi, lúc đó em cũng đã đồng ý rồi. Nhưng mà... Không nhưng gì cả. Vì lại, đất và nhà cũng đã có người đến hỏi mua và đặt cọc rồi. Giờ rút lại làm sao được? Nghe chồng nói vậy, cô cũng chẳng nói được gì nữa. Bố mẹ đẻ xương gọi điện cho cô nói. Không thể để người ta nói nhà mình ham tài sản của người khác. Bố mẹ con sống cả đời luôn coi trọng danh tiếng, không thể để người khác coi thường. Sương nghẹn ngào, tiền tổ chức đám cưới, nhà cô cũng phải bỏ ra phân nửa. Bởi danh nói rằng tiền đã để mua vàng cho ngày cưới gần hết, số vàng này sau này cũng là để cho vợ chồng có vốn làm ăn. Nghe con rể nói vậy nên bố mẹ cô cũng bảo cô là để bên ngoại lo giúp một ít, xem như là đỡ đần cho nhà trai ngày cưới cô phải thuê chiếc váy cưới rẻ nhất ở tiệm trang điểm ở tiệm rẻ nhất trong làng cô cứ như vậy mà về nhà chồng cuối cùng số tiền mừng đám cưới và vàng bị mẹ chồng lấy hết để mua nhà rồi căn nhà cô cũng chẳng được đứng tên cuối cùng căn nhà cũng sửa sang xong sương và chồng lại trở lại guồng quay của công việc của cơm áo gạo tiền khi còn ở nhà mình Ngày nào Sương cũng dậy lúc 6 giờ rưỡi. Thế nhưng hôm nay, mới 5 giờ sáng, cô đã nghe tiếng gõ cửa. Giọng của mẹ chồng vọng vào. Sương ơi, dậy đi con, sáng rồi. Sương ơi, sắp muộn rồi đấy, mau dậy đi con. Tiếng gõ cửa rồn rập và tiếng gọi của mẹ chồng làm cô thức giấc. Cô cố gắng lắm mới mở được mắt ra nhìn đồng hồ, thấy mới có 5 giờ sáng thì nói Mẹ ơi, không phải vội đâu ạ à. 8 giờ con mới vào làm con muốn ngủ thêm lúc nữa mẹ chồng nói thế thì cũng phải dậy để ăn sáng chứ đâu có nhịn đói mà đi làm được mẹ ơi trên đường đi làm con mua bánh bao hay bánh mì ăn là được rồi ạ à. bố mẹ cứ ăn đi nói xong cô trùng kín chăn định ngủ tiếp đêm qua hai vợ chồng quấn quýt nhau đến tận nửa đêm giờ bắt cô dậy sớm quả thật là không dậy nổi đột nhiên mẹ chồng bên ngoài cửa bỗng cao giọng tức giận bánh bao đắt lắm mấy chục ngàn một cái một cái được có tí xíu ăn bao nhiêu cho no được hơn nữa thằng danh không bao giờ ăn sáng ở ngoài một là lãng phí hai là không sạch sẽ còn mau dậy còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng chứ sương giận mình cô hoảng hốt vùng dậy không hiểu sao mẹ chồng lại tức giận như vậy đành lay chồng đang ngủ say bên cạnh anh mau dậy đi, mẹ bực mình rồi. Giọng mẹ chồng lại the thé vang lên. Con gọi nó dậy làm gì? Nó không được ngủ đủ giấc, sao có thể đi làm được? Con cũng chưa ngủ đủ mà, con buồn ngủ lắm mẹ ạ. Sương cứ tưởng có thể nũng nịu với mẹ chồng giống như mẹ mình. Thế nhưng cô nghe tiếng bước chân thình thịch của mẹ chồng rời đi, tiếp đến tiếng cánh cửa phòng khác bị đập mạnh kêu dầm một cái, làm cô giật mình. Chỉ một lát sau, điện thoại của cô vang lên, vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng mẹ đẻ đầy bực bội giáo huấn cô. "Con nghĩ sao vậy Sương? Con không làm mẹ xấu mặt thì con không chịu được hả? Mới về nhà chồng được mấy ngày đã để mẹ chồng sáng sớm gọi điện mắng vốn, nói con chỉ biết ngủ nướng, không nấu bữa sáng, con định để chồng con nhịn đói đi làm hả? Định để mẹ chồng già cả nấu nướng phục vụ con sao?" Tất nhiên, mẹ cô vẫn không biết chuyện căn nhà đứng tên ông bà thông gia. Cô giấu bố mẹ chuyện này vì sợ ông bà lo lắng. Vậy nên, đối với mẹ cô mà nói, con gái phải biết ơn báo hiếu cho bố mẹ chồng là điều nên làm. Tiếng mẹ cô vẫn tức giận vang lên. Con đã cưới chồng, phải học cách làm người con dâu tốt. Cả đời mẹ đối xử với ông bà nội con như thế nào, con cũng đều nhìn thấy cả rồi đấy. Sương thấy nghiện đắng ở cổ, Đáng lẽ mẹ ruột phải đứng về phía cô thay vì trách mắng cô như vậy chứ." Cô nghẹn ngào bảo, "Vâng, con hiểu rồi, sau này sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu ạ." Tắt điện thoại, cô nhìn sang thấy chồng vẫn ngủ say như chết. Sương thở dài, khẽ lau nước mắt rồi ra khỏi giường vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Ở nhà, cô nấu ăn cũng khá nên chuyện vào bếp cũng không phải quá là khó khăn thấy cô lạch cạch nấu nướng, bà Nguyện cũng đi ra, bà cao giọng nói: "Thằng Danh nó thích ăn cơm rang trứng, còn thằng Út nó thích ăn miến xào, con nấu cho ông bà già, mỗi người một bát cháo cá là được." Sương há hốc miệng, "Còn phải mỗi người một món sao? Chẳng phải chỉ là bữa sáng thôi, sao phải cầu kỳ như vậy? Cả nhà cùng ăn một món không được chắc?" Nghĩ vậy, nhưng cô không dám cãi lời, cô sợ mẹ chồng lại gọi cho mẹ cô mách tội. Cô không muốn mẹ cô vì cô mà phải phiền não. Sương nhanh tay xào miến, rồi lại lọ mọ nhặt xương cá để nấu cháo, rồi lại rang cơm cho chồng. Lúc gần xong thì bà Nguyệt lại bảo, Con chiên cho chồng thêm cái trứng, nó làm việc vất vả, ăn thêm chút mới có sức. Sương lại bắt chảo lên chiên trứng, bà Nguyệt lại nói, con gái nấu đến đâu phải dọn đến đó lát đi làm rồi bà già này không theo mà hầu được đâu sương giận mình nhìn cái bếp ngổn ngang nổi niêu nên đành vừa chiên trứng vừa tranh thủ rửa nồi dọn dẹp không may trứng bị hơi cháy lúc dọn ra đĩa cho chồng danh còn cười bảo nay may không vợ cho anh ăn trứng bóng đêm hả sương không cười nổi trước lời trêu chọc của chồng bởi bà Nguyệt đang vừa lườm cô vừa lẩm bẩm, vụng thối vụng nát. Cô ngước lên nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ rưỡi, cô vội vàng chạy vào phòng thay quần áo, còn chẳng kịp ăn sáng. Cô chạy ra phòng khách chào cả nhà, rồi chạy thật nhanh xuống đường. Từ nhà cô đến công ty, nếu nhanh cũng phải 20 phút, chưa kể buổi sáng rất hay tắt đường. Thành phố lớn nên chuyện này là bình thường. Sương không kịp lấy xe, Cô lên vội một chiếc xe ôm đang đậu ở đó, dục chạy nhanh. Thấy sương gấp gáp, người tài xế nói với cô, nhìn cô cũng đâu phải người mới tới đây, cô nhìn xem tắc đường như thế này, tôi muốn đi nhanh cũng khó, có chỗ nào mà lách qua đâu. Quả thật, tài xế đã leo lên tận lề đường, nhưng phía trước vẫn đông nghịt, khó khăn lắm mới nhích lên được một chút. Cuối cùng, cô vẫn đến muộn, công ty quy định đến muộn một lần bị trừ 50.000. Từ 3 lần trở lên bị trừ 200.000 Một tháng đến muộn 5 lần Sẽ bị công ty phê bình công khai Đến muộn 10 lần Thì tự giác viết đơn xin nghỉ việc Từ khi đi làm đến nay Sương chưa đi muộn lần nào Đây là lần đầu tiên Hôm nay cô đi muộn những 25 phút Điều này là không thể chấp nhận được Vậy nên đã bị quản lý phê bình nghiêm khắc Cấm cô không được để tình trạng này tái diễn Sương chán nản lắm Cô bước vào nhà vệ sinh ở công ty, mệt mỏi, rửa mặt, chỉnh trang lại đầu tóc. Lúc nãy ở nhà, đến cả thời gian làm vệ sinh cá nhân, cô còn không có, nên việc trang điểm chải tóc lại càng không. Nhìn trong gương, thấy đôi mắt thâm quầng vì không ngủ đủ giấc của mình, mà xương chán nản lắm. Cô mệt mỏi, lê chân về chỗ làm việc. Không ăn bữa sáng, nên đến gần trưa, bụng cô đã đói cồn cào, Trước đây, Sương đều đem cơm đến công ty vì gia đình cô cũng không giàu có gì với lại cơm tự nấu thì sẽ hợp khẩu vị hơn tuy chỉ làm vài món đơn giản. Không có cơm đem đi nên Sương đành xuống quán cơm văn phòng ở dưới tòa nhà để mua lấy một phần cơm. Một phần cơm 50 ngàn nhưng chỉ lèo tèo mấy miếng thịt mỡ, một khúc cá nhỏ và thêm ít rau xào cùng cơm trắng. Từng hạt cơm khô khốc phần thức ăn có vẻ như đã để lâu nên đã bắt đầu có mùi chua nhưng không ăn thì đói không chịu nổi cô cố gắng nuốt những miếng cơm hộp chán ngắt đang ăn thì chồng cô gọi điện đến cảm giác vui sướng ngọt ngào lập tức xua tan sự khó chịu mà hộp cơm gây ra vợ chồng mới cưới mà bây giờ vẫn đang trong thời gian mặn nồng danh vui vẻ hỏi vợ buổi trưa vợ ăn gì vậy em mua cơm hộp nhưng khó nuốt lắm còn anh? Mẹ đưa cơm đến cho anh, nói anh sáng nay ăn trứng gà cháy của em chắc không ăn được no. Mẹ đem thịt bò hầm đến cho anh, còn có cả sườn xào và canh tôm nữa. Cơm hộp khó nuốt, sao em không mua cái khác mà ăn? Sương nghe chồng kể đến đâu mà nuốt nước bọt đến đó, cô chưa kịp trả lời câu hỏi của chồng thì đã nghe tiếng mẹ chồng nói vọng vào. Hộp cơm con mua bao nhiêu tiền thế Sương? Sương bối rối trả lời Năm mươi ngàn ạ à? Ôi trời ơi Con và thằng Danh đều không kiếm được nhiều tiền Phải tiết kiệm chứ Sao con không chịu khó dậy sớm Nấu cơm đem đi làm mà ăn Cả nhà mình năm người Mà sáng nay mẹ đi chợ hết có hai trăm ngàn Bố mẹ, với em ở nhà ăn Còn đưa lên cho cả chồng con Mà vẫn còn dư tối về cho con ăn Sao con là phụ nữ Mà không biết tính toán gì thế Sương ngơ ngác Chưa biết trả lời sao thì đã nghe tiếng chồng cô nói lại. "Mẹ à, sáng nay vợ con phải nấu ăn cho cả nhà rồi, với lại hộp cơm 50.000 ở thành phố là rẻ lắm rồi, chả có gì lại khó nuốt. Mẹ bảo cô ấy không ăn cơm hộp thì phải ăn gì mới được ạ?" À? Mở mồm ra là bênh vợ. "50.000 không phải là tiền à? Nó mua ổ bánh mì ăn tạm, không thì mua gói mì tôm pha ra mà ăn, có mấy ngàn bạc rẻ hơn nhiều. Cố thêm vài tiếng là về rồi, tối về ăn bù thì làm sao?" mẹ à mẹ nói thế cũng nói được sương không thể tiếp tục nghe thêm được nữa cô cúp máy gục mặt xuống bàn mà khóc đồng nghiệp ngồi ăn trưa gần đó thấy cô khóc thì vội chạy đến an ủi sương nức nở kể lại câu chuyện hộp cơm cho mọi người cùng nghe ai nghe xong cũng ái ngại nhìn cô chị linh ngồi cạnh cô bật cười bảo mẹ chồng em đúng là người của thậm niên bao nhiêu thế con trai thì được ăn bao nhiêu món ngon còn con dâu thì bắt ăn mì tôm. Ai mà chả phải đi làm kiếm tiền như nhau. Cái bích nguyết dài. Đấy là chị hiền thôi. Chứ gặp em nha. Mẹ chồng mà keo kiệt bùn xỉn như thế nhá Em lại càng ăn cho bỏ ghét. Đúng đấy. Cái xương nó quá hiền. Gặp chị thì chị làm cho da nhẽ mới thôi. Xương càng nghe mọi người nói càng thấy tủi thân. Cô khóc nức lên. Chị châu quản lý thấy cô như vậy thì chép miệng bảo. Thôi, mày nhịn bà một tí, dù sao bà cũng vét sạch tài sản, còn bán cả đất đai ruộng vườn dưới quê cho vợ chồng mày mua nhà. Mua được cái nhà ở thành phố là ước mơ của bao nhiêu người. Thôi chịu khổ tí cũng được em ạ. À. Người già chi tiêu tiết kiệm là điều cũng dễ hiểu mà. Sương nghe vậy thì gạt nước mắt nói, đi đâu cũng nói mẹ chồng mua nhà cho vợ chồng em, bảo em may mắn, bảo em phải báo đáp phụng dưỡng bà nhưng chẳng phải cả nhà họ cũng đều sống chung ở đấy sao còn bắt em phải hầu hạ từng người hơn nữa trong sổ đỏ đứng tên bố mẹ chồng em chứ vợ chồng em nào có tên câu nói vừa thốt ra mọi người trong phòng đều im lặng bất động như hóa thạch đúng là như bị xét đánh ngang tai cái bích khó chịu hỏi chị nói thế là sao chẳng phải hôm đi ăn tân ra mẹ chồng chị đã nói với mọi người là mua nhà cho vợ chồng chị cơ mà bà còn bảo tiền nội thất là bà phải vét tiền dưỡng già ra để chi trả sao giờ lại thành ra là đứng tên bố mẹ chồng hay chị tự bịa ra để nói như thế là không được đâu đúng đấy hôm đó chính ta chị cũng nghe mẹ chồng em nói thế mà nghe mọi người chất vấn sương nghẹn ngào kể lại đầu đuôi mọi chuyện chị linh sau khi nghe xong thì sửng sốt nói kinh khủng quá chị không ngờ đấy có lẽ người bất ngờ nhất là chị Châu quản lý, chị há hốc miệng một lúc lâu mới nói được nên lời. Thế chẳng phải căn nhà đó là của bố mẹ chồng em sao? Sau này họ sẽ có toàn quyền quyết định đối với nó, thích mua bán hay cho ai, em cũng không có quyền xen vào. Vậy mà em còn phải đưa hết tiền vàng cưới cho mẹ chồng, lại còn 300 triệu tiền nội thất của nhà ngoại nữa. Sau này lỡ có chuyện gì làm sao mà đòi lại? Sương nghẹn ngào bảo anh danh bảo sau này ông bà chết cũng sẽ để lại cho vợ chồng em chị ạ. Ôi trời, sao mà mày ngu quá? Đợi lúc nào ông bà ý mới chết cho mà hưởng. 30 năm hay 40 năm nữa? Mày định ở thế phục vụ nhà chồng ngần ấy thời gian à? Bố mẹ chồng còn chưa chết thì mày cũng đã mệt chết trước rồi. Cho dù không mệt chết thì cũng chết đói. Mà nhé, biết vợ chồng có chung sống được với nhau được đến lúc đó không? Hay lại tan đàn xẻ nghé ra đi tay trắng? rồi nhà nó còn thằng em út nữa ông bà mà để lại nhà cho nó thì mày có ra đường thôi ở công ty sương không nhanh nhẹn tháo vát cũng chẳng phải là người giỏi giang xuất chúng nhưng thật thà chất phác lại tốt bụng có việc gì cần đồng nghiệp cũng có thể nhờ cô mà không sợ cô khó chịu nhiều lần cô còn giúp đồng nghiệp làm việc khi có việc đột xuất vậy nên cô rất được lòng mọi người trong công ty lần này nghe cô bị đối xử tệ ai cũng khó chịu muốn giúp cô nghĩ cách thấy cô khóc nức nở ai cũng cảm thương buổi chiều gần tan làm mẹ chồng bất ngờ gọi điện cho cô sương lo lắng đến mức đổ mồ hôi lạnh chị linh ngồi cạnh thấy thế liền bảo cô cứ nghe máy không quên với tay mở loa ngoài để mọi người cùng nghe mọi người trụm đầu lại nín thở lắng nghe tiếng của bà nguyệt vang lên oang oang sắp về chưa Tí về, nhớ đi siêu thị mua đồ ăn nhé, tủ lạnh chẳng còn gì cả. Mua xong thì về sớm còn nấu cơm. Nay mẹ có hẹn với mấy bà trong khu đi tập thể dục buổi tối cho mát nên phải ăn sớm. Mà về sớm mẹ còn chỉ con nấu nướng. Như lúc sáng là không được đâu, thằng út bảo con nấu hơi mặn mà mẹ ăn cháo thấy cũng chưa vừa miệng lắm. Khẩu vị mỗi người mỗi khác, con phải nắm được để con nấu nướng. Con có nghe không? Dạ con đang nghe ạ. À? Ừ, thôi nghe mẹ dặn lát mà mua cho đủ này nhớ là mua ở siêu thị cho đảm bảo an toàn vệ sinh ba cân thịt bò loại ngon hai cân sườn heo thêm ba cân thịt ba chỉ nửa con cá hồi làm sẵn cá hồi tốt với lại nấu cháo cũng ngon hơn nhớ mua con tươi còn dầu ăn nấm rau mua thêm vài cân táo lê cả nho mỹ nữa thằng út nó thích ăn lắm à nhân tiện mua cho mẹ một hộp sữa chống loãng xương nữa nhé bố con mới uống hết sáng nay bà nguyệt đọc đến đâu mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau đến đấy đến khi sương tắt máy thì chị linh mới ôm ngực kêu lên bà mua cứ như ngày mai là phong tỏa toàn thành phố không bằng toàn mua đồ đắt tiền nữa chứ nào là chồng thích ăn rồi em thích ăn chưa thấy cái gì con dâu thích ăn cái bích bĩu môi cả tháng lương chứ chẳng đùa ăn thế có mà mạt không phải tiền của bà có khác xài sang thế chứ lị Sương xem lại số dư trong tài khoản chỉ còn hơn một triệu, còn mấy tuần nữa mới nhận lương. Cô khẽ thở dài bất lực. Chị Linh sốt ruột hỏi: Sao đấy? Dạ, không đủ tiền. Chắc em gọi vay mẹ đẻ tạm ít thôi. Khi nào có lương thì trả. Chị Châu quản lý nghe cô nói vậy thì cau mày gắt: Mày có bị điên không? Lấy chồng rồi còn về lấy của nhà ngoại phục vụ nhà chồng. Ba trăm triệu bố mẹ cho mày là đã đủ xót xa rồi chị linh cũng bảo đúng đấy ngu nó vừa thôi mất gì mày phải làm thế lần sau bà lại sai mày mua nhiều hơn cho coi mày định vay mẹ ruột đến bao giờ sương ngước đôi mắt khổ sở lên nói nhưng em biết phải làm sao bây giờ ạ à? chị linh suy nghĩ một lúc rồi bảo mày gọi cho chồng bảo nó đi mua nói là mình hết tiền rồi nó mà không chịu thì mày bỏ nó đi là vừa sương nghe cũng có lý cô nhấc máy gọi cho chồng sau một hồi nói chuyện thì danh vui vẻ bảo được rồi lát nữa anh qua rồi mình cùng đi siêu thị nhé vâng chiều tối sau khi mua xong đồ ở siêu thị hai vợ chồng vui vẻ chở nhau về sương nghĩ vì chồng dù mẹ chồng có thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể nhẫn nhịn được đây cũng là bổn phận của một người vợ cả hai cùng nhau xách đồ lên nhà vì chồng còn phải cất xe nên hầu như sương phải xách đồ một mình gần đến nhà anh mới đỡ cho được một ít thế nhưng vừa mở cửa bà nguyệt đã vội rít lên trời ơi con tôi con xách đồ thế này chẳng sớm thì muộn cũng gãy lưng mất thôi nói xong bà vội chạy đến đỡ mấy cái túi trên tay con trai danh cười bảo có gì đâu mẹ con sức dài vai rộng xách có chút này sao mà gãy được bà Nguyệt vừa lườm xương vừa mắng yêu con trai. Bây giờ còn trẻ cứ chủ quan, đến lúc về già rồi mới thấy cảnh. Xương sách còn nhiều hơn, cả cánh tay mỏi nhừ, tê dại. Trong phòng khách, bố chồng đang đọc báo, cậu em út đang ăn bánh, vừa ăn vừa xem tivi. Dường như không ai chú ý đến cô, cũng không ai đến giúp cô sách đồ. Dành không cởi quần áo, vừa đưa đồ cho bà Nguyệt xong, lại nằm vật ra ghế sofa, Sương gồng mình xách đống đồ vào bếp, mẹ chồng vội đến nói: "Con rót cho chồng cốc nước rồi mau vào nấu cơm đi. Hôm nay thằng út muốn ăn sườn hầm." Sương mệt lả, sáng sớm đã không ăn gì, bữa trưa thì chỉ nuốt được mấy miếng cơm khô khốc, lại còn phải lượn lờ chọn đồ trong siêu thị cả buổi, rồi lại phải khệ nệ xách lên nhà, lúc này cô đã đói đến hoa cả mắt. Vì tiết kiệm tiền nên khi nãy ở siêu thị thấy bao nhiêu đồ ngon cũng không nỡ mua. Danh thấy bụng vợ kêu ủng ục, bèn nói, anh mua cho em cái bánh nhé. Nhưng Sương nghĩ đến lời mẹ chồng, lại nghĩ đến số tiền đi siêu thị lát nữa chồng phải trả, nên bấm bụng nói, tí nữa là về nhà rồi, em cũng không đói lắm. Nghe vợ nói vậy, Danh cũng không nói gì nữa. Lúc này, cô vừa mệt vừa đói, hai mắt mờ cả đi, sắp không đứng vững được nữa, nên bảo bà Nguyệt mẹ ơi con mệt lắm con nghỉ một chút lát con ra nấu sau ạ nói xong cô quay người đi vào phòng khách mẹ chồng không nói gì nhưng đập mạnh cái chậu đang cầm trên tay xuống bệ bếp nghe thấy tiếng ồn bố chồng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh nói con không giúp mẹ con nấu cơm được à trưa nay con không ở nhà mẹ đã nấu cơm rồi lại còn phải đưa cơm đến công ty cho thằng danh con là con dâu mà không nấu nướng là không được đâu Sương bực bội, cô nghĩ bụng. Bố sao không xuống giúp? Chỉ biết vắt chân đọc báo. Mà cơm buổi trưa, cô có được ăn đâu mà phải nấu. Chẳng lẽ còn bắt cô dậy từ lúc 3 giờ sáng để vừa chuẩn bị đồ ăn sáng, vừa chuẩn bị đồ ăn trưa mới vừa lòng. Nghĩ thế, nhưng Sương nào dám nói, cô chỉ đáp nho nhỏ. Vâng, lát nữa con nấu cơm. Con mệt quá, nghỉ một lát đã. Nói xong, cô uể oải bước đến rót một cốc nước mẹ chồng từ trong bếp nhìn cô với ánh mắt sắc như dao bà hét lớn danh ơi và mẹ bảo danh đang nằm trên ghế nghe mẹ gọi thì khó chịu đứng dậy sao thế ạ à? con vừa nghỉ ngơi chưa được 5 phút nữa mẹ chết đi được bà nguyệt thấy con trai bước vào thì cao giọng nói mẹ là đúng rồi người thì gầy mà phải xách từng ấy đồ thì sao mà không mệt cho được Vợ mày nó to khỏe như thế mà để chồng còng lưng sách đồ cho nó. Mày nhìn xem đi, với mẹ có bao giờ mẹ nỡ để con cầm cái gì nặng. Chỉ có mẹ là thương con thôi. Thế mà mày cứ hở ra là bênh vợ, nó có thèm lo lắng cho mày chút nào đâu. Mẹ thấy như thế là không được đâu đấy. Danh vội nắm lấy cánh tay của bà. Thì mẹ không thương con thì thương ai? Chỉ có mẹ là thương con thôi. Trong phòng khách, bố chồng rời mắt khỏi tờ báo ngẩng đầu lên nhìn Sương bằng ánh mắt khó chịu, Sương nghẹn đắng ở cổ họng, mặt cô tái đi vì tủi thân. Nhưng chưa đợi cô có phản ứng gì, trong bếp đã có tiếng bát bị vỡ loàng xoảng và tiếng mẹ chồng rít lên. "Cô Sương, cô vào đây." Sương giận mình, vội chạy vào bếp, số là lúc nãy khi bà Nguyệt hỏi con trai. "Lúc nãy thanh toán, con có thấy vợ con còn bao nhiêu tiền không?" Dành vừa nhón một quả nho nhỏ vừa vô tư đáp. Con có biết đâu, vợ con chưa lãnh lương nên con thanh toán mà. Bà Nguyệt vừa nghe đến đấy thì tức giận ném vỡ cái bát trên tay. Sương vừa vào bếp đã thấy khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của mẹ chồng. Bà Nguyệt chỉ thẳng vào mặt cô mà chửi. Việc này tôi phải nói rõ với cô mới được. Cô sao mà lắm mưu nhiều kế thế? Trước đây tôi thấy người ta nói cô thật thà ngoan ngoãn mới đồng ý cho hai đứa lên nhau. Thằng danh nhà tôi tốt nghiệp đại học, tướng mạo không chê vào đâu được. Con cái nhà chúng tôi dạy dỗ, đều ngoan cả, gia đình cũng tốt. Bao nhiêu con gái nhà lành xinh đẹp bám đuôi. Còn cô nhìn lại mình xem. Nhan sắc thì bình thường, gia cảnh cũng không khá giả gì. Còn béo ú, giống như một con lợn. Những điều này tôi không ghét bỏ gì, chỉ mong cô thật thà ngoan ngoãn Nhà tôi bỏ tiền ra cưới về Không phải là để cô dở trò xấu bụng Hẹp hòi với chúng tôi đâu Sương giận đến run cả người Nước mắt tuôn rơi lã chã Công bằng mà nói Thì cô hơn chồng về mọi mặt Cô hơi đậm người Nhưng lại có nước da trắng hồng Cùng gương mặt xinh xắn Bố mẹ đều là công nhân viên chức Nên được dạy dỗ tử tế Gia trường cũng có công việc ổn định Với mức thu nhập tốt Từ hồi học cấp 3 Đã có nhiều người theo đuổi cô nhưng vì danh là người theo đuổi lâu mà nhiệt tình nhất nên cô mới siêu lòng còn về chồng cô anh không có gương mặt ưa nhìn nếu như không nói là hơi xấu người gầy nhẳng với nước da ngăm đen gia đình mấy đời đều làm nông ra trường vì bằng cấp không tốt nên trời trận mãi mới xin được việc với mức thu nhập còn thua cả vợ nhưng cô nào dám cãi lại mẹ chồng chỉ biết đứng đó lặng lẽ lấy tay lau nước mắt danh thấy tình hình không ổn liền tiến đến muốn đưa vợ về phòng nhưng sương vừa quay đi thì bà nguyệt đã hét lên đúng lại giờ còn định đợi bà già này hầu hạ nữa à vừa nói bà vừa dằn mạnh cái thớt trên tay xuống nền đá lát bếp ầm ầm sương sợ hãi quay đầu lại nhìn chồng hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ từ phía anh nhưng danh căn bản không dám gây chuyện với mẹ bởi từ nhỏ mọi việc to nhỏ lớn bé trong nhà đều do mẹ quyết danh cảm thấy phần lớn những quyết định của mẹ đều đúng đều tốt cho gia đình chỉ cần nghe theo lời mẹ là được vậy nên anh không nhìn vợ mà nói nhanh mẹ nói cũng đúng đấy thôi em vào nấu cơm đi anh đói bụng quá anh đi tắm rồi ra ăn cơm em nấu nói xong quay đầu đi luôn rõ ràng anh cảm nhận được ánh mắt cầu cứu của vợ nhưng quả thực anh không thể giúp được điều anh có thể làm là mau chóng chạy trốn. Tình yêu của anh chỉ cần va chạm cơn giận của mẹ anh liền tự động biến mất. Sương bất lực, gắng chịu đựng cơn đói cồn cào. Cô lấy đồ ra và bắt đầu sơ chế để nấu cơm. Cơn đói dày vò khiến cô đau dạ dày. Cô hơi choáng váng. Bà Nguyệt đứng bên cạnh, vừa lấy đồ ra, vừa chửi rủa. Tiếng đồ đạc được bà dằn mạnh nghe rầm rầm. Bà Nguyệt tức giận cứ lấy một món ra khỏi túi lại chửi một chàng. Thật là đồ phá của, đàn bà mà không biết chi tiêu thì chỉ có ăn mày. Cô không biết tiếc tiền của con trai tôi à? Nó đi làm cực khổ để cô phung phí như này đấy. Thịt bò mua liền một lúc những 3 cân, thịt lợn những 2 cân lại còn sườn. Cô không sợ ăn no đến cành bụng mà chết à? Càng ăn càng béo, nhà cô quen để cho cô ăn thoải mái, xem có khác gì con lợn không mà còn ăn cho lắm. Trời ơi, còn mua cả nửa con cá hồi Ăn cá khác thì cô hóc xương mà chết à Mà phải mua cá hồi cho đắt đỏ Xương không thể chịu đựng nổi nữa Bèn nói lại Chính mẹ bảo con mua mà Mua về rồi Cái này không ưng Cái kia không phải Rốt cuộc là mẹ muốn sao ạ Bà Nguyệt thấy con dâu nói lại Thì trừng mắt lên quát Tôi bảo cô mua Chứ không phải con trai tôi Lẽ nào Chẳng phải giống nhau sao ạ Tiền của chồng với của vợ thì cũng là của chung như nhau. Cô nói thế mà nghe được à? Con trai tôi đi làm, được đồng nào là nó phải đem về hết cho tôi. Còn cô, cô đưa cho tôi được đồng nào không? Con nhà vô giáo dục. Làm sai, mẹ chồng nói vài câu còn cãi lại. Bố mẹ cô học được mấy chữ mà đầu không có não, không có giáo dục. Nuôi dạy ra đứa con gái càng không có giáo dục. Nhà chúng tôi thật vô phúc, vỡ phải loại con dâu như cô. Loại thông gia không ra gì. Thấy mẹ chồng xị nhục bố mẹ mình, cơn giận trong đầu của Sương như một ngọn núi lửa phun trào. Lúc này đây, cô thực sự đã tức giận đến độ mất hết lý trí, nói không cần suy nghĩ. Có loại bà mới không có giáo dục ấy. Nói xong, cô liền ném mạnh cái chậu xuống đất. Một chậu nước đầy mỡ và xương sườn, chưa rửa xong, bắn đầy vào người bà Nguyệt. Bà Nguyệt bất ngờ, mặt đỏ tía tai, nghiến răng, lao đến cào cấu cô sương bị cào thì đầu tóc quay cuồng hỗn loạn tự vệ theo bản năng cô cào vào mặt mẹ chồng bố chồng cậu em út và danh nghe thấy tiếng động liền chạy vào mọi người đều chạy đến nắm lấy tay chân kéo sương ra mẹ chồng nhân cơ hội đó tát cô mấy cái bạt tai sau đó chạy ra phòng khách bấm số gọi cho bà thông ra cái loại nhà bà đến mà đưa con gái về đồ vô giáo dục mới được có mấy ngày mà đánh cả mẹ chồng cái thứ con dâu khốn nạn mà nhà các người nuôi dạy nên thì nhà này không cần. Sương ở trong bếp, nghe tiếng chửi chua ngoa của mẹ chồng, liền bất chấp ngăn cản, lao ra phòng khách. Cô lao đến, giành lấy điện thoại của bà Nguyệt. Hai người lại lao vào cấu xé. Mẹ chồng không có sức bằng cô, bị Sương giật tóc cao vào mặt. Bà liền ngồi thụp xuống đất, gào khóc giống lên. Bố chồng và danh giữ chặt lấy cô, nhưng cô đã mất hết lý trí, cô vùng lên lao vào bà Nguyệt bố mẹ yêu thương cô từ nhỏ đến lớn bị mẹ chồng xỉ và lăng mạ đến thế là ai thì cũng đều phát điên lên thôi trong lúc nóng giận danh thẳng tay tát cô một cái xương bị đánh mạnh mất đà ngã nhào xuống sàn nhà đầu đập vào tủ tivi cô giơ tay lên sờ đầu cả đầu be bết máu xương ngẩn người danh cũng ngẩn người Mặc dù anh vô cùng căm hận việc vợ dám đánh mẹ mình, nhưng nhìn thấy cô đầu be bét máu, anh vẫn sợ hãi kinh hoàng. Sương đưa tay lên lau máu ở khóe miệng rồi gào lên. Anh đánh tôi! Anh dám đánh tôi! Mẹ anh chửi bố mẹ tôi, còn anh đánh tôi! Khốn nạn! Bà Nguyệt đang lăn lộn gào khóc, thấy vậy cũng vội đứng dậy mà mắng con trai. Mày đánh nó thì đánh vừa thôi, sao lại chảy cả máu thế này? Nói xong, bà vội vã bảo con trai út đi lấy băng bông. Nhưng Sương với đôi mắt đỏ đọc đã hét lên. Không cần! Đừng ai lại gần tôi! Các người là lũ máu lạnh! Bà Nguyệt chống nạnh chửi lại. Này, cô đừng có mà hỗn láo nhá! Chồng đánh vợ có một tí thì sao? Không phải nguyên nhân cũng do cô mà ra à? Còn ngồi đấy mà trường mắt với ai? Sương không nói gì nữa. Cô rút điện thoại gọi cho công an và bảo vệ khu chung cư đến danh muốn giật di động của vợ. Dù sao, việc xấu trong nhà cũng không được để người ngoài biết. Nhưng anh đã bị ánh mắt đầy thù hận của cô làm cho sợ hãi. Bà Nguyệt nghe con dâu gọi công an thì lại bắt đầu chửi bới. Sương im lặng không nói gì. Cô bịt chặt vết thương trên đầu, kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, công an và bảo vệ đều đến. Hàng xóm xung quanh đều chạy đến xem. Bà Nguyệt chửi bới không ngớt miệng bà chống nạnh đứng ở cửa chặn mọi người lại mà chửi. Chưa thấy gia đình lục đục bao giờ sao mà phải xem. Vợ chồng trẻ cãi nhau một chút cũng phải làm ầm lên gọi công an. Đúng là thứ con dâu mất nết. Nó đánh tôi. Con dâu mà đánh mẹ chồng. Chồng nó can nó. Thì nó đòi bắt cả nhà chồng vào tù. Các bà xem xem có loại đàn bà nào như thế không? Hàng xóm kiễng mắt vào xem. Thấy xương ngồi giữa nhà. Máu me bê bết thì sợ lắm. Tiếng xì sầm nổi lên không biết đánh mẹ chồng thế nào nhưng mà cả nhà chồng xông vào đánh con gái nhà người ta máu me bê bết thế kia thì cũng trắng ra gì bà nói đúng đấy một thân một mình mà đòi chống lại mấy người nhà chồng thì nói ai mà tin mẹ chồng còn đứng chửi khỏe thế kia cơ mà bà thấy gì không cô con dâu mất máu mặt tái xanh cả lên đúng là khổ lấy nhầm chồng đã khổ đây còn được cả nhà chồng nữa Tướng tử tế như nào, trước giờ cứ đi thể dục dưới sân trung cư, lúc nào cũng bảo phải hầu hạ con dâu, khiếp thật, chả biết đâu mà lần. Bà Nguyệt nghe thấy mọi người đang chỉa mũi rùi về phía mình thì trợn mắt quát. Các bà biết gì mà nói? Loại con dâu mất nết là phải dậy. Các bà cứ chờ ngày con dâu, nó leo lên đầu lên cổ, nó ngồi rồi mà hối hận. Sương ngồi trong nhà, toàn thân run rẩy cắn chặt răng, không nói lời nào, lúc này bố mẹ đẻ của cô cũng bắt xe chạy đến vừa nhìn thấy đầu con gái toàn máu là máu cả nhà lộn xộn hoàng hồn sương thấy bố mẹ mình đến thì lập tức òa à, khóc cô ôm lấy mẹ mà khóc nấc lên mẹ cho con về con không ở đây được nữa đâu mẹ cô giận dữ nhìn cả nhà thông ra bà hận không thể lao đến xé xác từng người ra nhưng bố cô đã ngăn lại ông bảo có công an ở đây rồi, họ sẽ giải quyết thỏa đáng cho nó. Sau khi sơ cứu băng bó vết thương cho xương xong, cả nhà được đưa về đồn công an. Ngồi lấy lời khai, bà Nguyệt nói liến thoáng, mồm năm miệng mười đổ hết tội lỗi lên đầu con dâu. Còn xương vừa khóc, vừa lắp ba lắp bắp kể lại sơ qua tình hình. Chú công an cũng đã đứng tuổi, có lẽ đã giải quyết nhiều vụ việc tương tự, nên vừa nghe đã hiểu ngay, hỏi mẹ chồng xương Hôm nay bà tức giận là bởi vì bà bảo con dâu mua đồ Kết quả là con trai bà bỏ tiền ra Có phải vậy không? Bà Nguyệt lập tức nói Lại chả tức giận à Anh đừng để cái bộ dạng rúm gió giả tạo đấy của nó đánh lừa Nó không phải vừa đâu Con trai tôi tiền lương một tháng chỉ được 10 triệu Thế mà tiền lương nửa tháng đã bị loại con gái mất nết này tiêu mất rồi Anh nghĩ xem sao mà nó sống nổi Chú công an cắm cúi ghi chép lại rồi lại hỏi những thứ đồ này chẳng phải bà bảo mua sao? Bà Nguyệt lườm nguyết sang con dâu rồi nói, tôi bảo nó mua, chứ không phải bảo con trai tôi mua. Làm con dâu, tiền lương không tiêu vào việc trong gia đình, lẽ nào để dành cho trai chắc? Chưa từng thấy đứa con dâu nào tính toán đến thế, nó muốn tự tích lấy tài sản riêng của mình, không nỡ chi tiêu một đồng nào cho cái nhà này, thứ vô giáo dục. Toàn bộ những người có mặt trong phòng đều kinh ngạc nhìn bà Nguyệt bằng ánh mắt đầy khinh miệt. Danh nhận ra ánh mắt của mọi người Nên xấu hổ Anh khẽ kéo tay áo mẹ Mẹ nói gì vậy Bà Nguyệt hất tay ra Chửi Kéo cái gì mà kéo Tao nói cái gì sai mà mày phải kéo Mày ngu lắm con ạ à? Để vợ nó đè đầu cưỡi cổ Ngay cả vợ cũng không bảo được Cả nhà bị mày bôi cho chắt chấu vào mặt Tốn bao nhiêu tiền Để rước nó về để thờ à Bố của Sương không chịu nổi nữa Ông lên tiếng Bà Suza này bà nói cái gì cũng phải nể mặt chúng tôi một chút. Bà quên, tiền làm lễ cưới, chúng tôi đã phải giúp đỡ nhà trai hơn phân nửa. Tiền mua nhà, chúng tôi cũng góp vào không ít. Chúng tôi không có bán con gái, nên bà đừng có nói vậy. Thằng Danh lấy vợ, chẳng tốn bao nhiêu tiền, nên phải biết mà yêu thương con xương, chứ không phải đánh đập nó thế này. Bà Nguyệt nghe vậy thì cười nhạt, nói. Số tiền đó là nhà các người chủ động đưa ra, xem như là của hồi môn cho con gái về nhà chồng. Con gái nhà các người cố sống cố chết muốn cưới thằng danh nhà tôi, còn tự nguyện đưa thêm tiền. Đúng là đồ con gái không có giá trị mới phải bám lấy con trai nhà người ta như thế. Bố mẹ của Sương ngơ ngác rồi chỉ biết cúi đầu im lặng bởi bà Nguyệt nói không sai. Hồi đó, Sương yêu đắm đuối danh, thề sống thề chết đòi cưới anh. Kết quả là nhà gái còn phải cho nhà trai thêm tiền để làm đám cưới. Bây giờ lại còn nói cô là đồ không có giá, nhà gái cũng thực sự không còn gì để nói. Sương từ lúc nãy đến giờ vẫn ngồi im, bây giờ bỗng loạn trạng đứng dậy, sắc mặt trắng nhợt, đôi môi run rẩy từ từ bước ra ngoài. Mẹ cô thấy con gái như vậy thì sợ hãi, vừa khóc vừa kéo Sương lại, bà sợ con gái nghĩ quẩn. Sương không nhìn mẹ mà nói: "Con về nhà lấy giấy đăng ký kết hôn." bây giờ đi làm thủ tục ly hôn danh nghe vậy thì mặt mày tái mét vội bước đến kéo tay cô nói em bình tĩnh có gì chúng ta về nhà nói chuyện chuyện cũng không có gì không cần phải làm đến thế đâu mẹ của cô cũng bị hoảng hồn bởi câu nói của con gái vừa mới kết hôn đã ly hôn chẳng phải để người khác cười cho sao sương hắt tay chồng ra cô đi thẳng ra ngoài mẹ cô vội đuổi theo bà nguyệt ngồi trên ghế bĩu môi nói gớm nhỉ đòi dọa ai chứ thôi đi từ khi chưa cưới tôi đã nhìn quá rõ rồi cô không thể rời xa thằng danh nhà tôi đâu con gái đã gả chồng như bắt nước đổ đi cô tưởng cô vẫn là con gái trinh đấy chắc bây giờ cô không đáng giá một xu cô ly hôn đi tôi còn sợ cô không ly hôn đấy thằng danh mặt nào cũng tốt có nhà ở thành phố khó gì mà không tìm được một cô gái trinh nguyên khác lại hiểu chuyện hơn cô xinh đẹp hơn cô cô ly dị đi chứ ông già bại liệt mù mắt ai còn cần cô chứ cũng không nhìn xem mình thế nào chú công an nãy giờ vẫn ngồi im lặng bây giờ mới khó chịu quát đây là đồn công an đề nghị bà ăn nói cho chuẩn mực không phải là cái chợ mà bà muốn nói gì là nói chúng tôi sẽ giải quyết vụ việc này nhanh chóng tất cả mọi người im lặng chú công an lại nói tiếp vì hành vi cố ý gây thương tích của anh danh Nên chúng tôi sẽ phạt hành chính anh Bây giờ tôi sẽ lập biên bản Mời anh khi nhận được quyết định xử phạt Thì tới để nộp phạt Bà Nguyệt nghe vậy Thì lập tức dãy lên Bà đứng phát dậy chửi Phạt là phạt thế nào Con tôi nó làm gì sai mà phạt Tôi nói cho cậu biết Đừng tưởng tôi nhà quê mà muốn nói gì thì nói nhé Có tin tôi kiện cậu không Con dâu về nhà chồng Mà cứ chồng đánh một cái là bị phạt Thì có mà các cậu tham ô được một đống hay cậu thích nó nên mới kiếm chuyện với con trai tôi chú công an nghe vậy thì tức đến tím mặt chưa bao giờ chú gặp phải một người đàn bà chua ngoa đến như vậy một cô công an trẻ nghe thế thì tức mình đứng dậy nói đề nghị bà ăn nói cho đàng hoàng nhé bà đang xúc phạm đến người khác đấy muốn kiện thì bà về làm đơn mà kiện bà nguyệt thấy cô công an có vẻ nhỏ con nên lao đến định túm lấy áo cô bà gào lên cô định làm gì tôi hả chú công an đứng bên đẩy mạnh bà nguyệt ra bà ta lại gào lên ôi giời ơi công an đánh dân này ôi giời ơi cô công an cười mỉa mai thôi bà không phải diễn đâu ở đây chỗ nào chúng tôi chả có camera mà bà phải diễn cho mất công danh nghe vậy thì thấy xấu hổ quá vội đến đỡ bà nguyệt đứng dậy mẹ thôi đi chỗ này là đồn công an đấy đồn công an thì làm sao chả nhẽ vì cái con ngu kia mà chịu mất đống tiền nộp phạt à bố của danh cũng nói thêm vào đồn công an chứ có phải cái chợ đâu mà bà cứ ngồi đó mà mặc cả mau về thôi mất mặt quá danh vội lôi mẹ ra không quên cúi đầu xin lỗi mọi người cả nhà sương ra khỏi đồn công an cô vừa đói vừa bị thương mắt hoa lên đứng không vững cô công an nhìn sương đang choáng váng không mở nổi mắt ra trong lòng cũng xót xa giúp cô chỉnh lại quần áo nói bây giờ ra khỏi đồn công an lời chị nói với em là đứng trên lập trường cá nhân là lời nói của phụ nữ đối với phụ nữ chị nói này không phải người đàn ông nào cũng đều xứng đáng để em hy sinh cả đời đâu nhân lúc còn trẻ hãy mau quay đầu nếu không cẩn thận bước đến bên vực sâu dám thừa nhận em đã nhìn nhầm người chẳng phải là việc gì đáng xấu hổ cả em thật thà hiền lành không sợ không tìm được người tốt hơn sương lau nước mắt trên mặt gật đầu rồi nói cảm ơn chị cảm ơn chị sau khi trở về cô thu dọn hết đồ đạc rồi về nhà mẹ đẻ bà nguyệt cũng không thèm nhìn mặt con dâu lấy một cái thấy con trai định chạy theo níu lại bà liền nắm chặt tay danh ra hiệu cho con trai đứng yên giữa vợ và mẹ danh chỉ biết chọn mẹ anh đứng trơ mắt nhìn sương xếp đồ đạc vào vali rồi rời đi đợi sương đi khuất bà nguyệt mới lên tiếng gớm lắm muốn làm mình làm mẩy thì cứ để nó làm con không được đi đón nó cứ để nó ở nhà mẹ đẻ thời gian dài nó sẽ không chịu được đâu sẽ cầu xin con đi đón nó con yên tâm những chuyện này đàn ông không sốt ruột chỉ có phụ nữ nóng ruột thôi Cùng lắm là kiếm đứa con gái khác Xinh hơn, giàu hơn, biết điều hơn nó là được Nghe mẹ nói vậy Danh xanh cả mặt hét lên Mẹ! Mẹ mong con trai mẹ ly hôn phải không? Bà Nguyệt đánh mạnh vào vai Danh Mày quát mẹ đấy hả? Cái loại như nó có gì đâu mà phải tiếc Nhà cửa đoàng hoàng Thì phải biết mơ cao lên chứ Mà nhà nó đưa cho chúng ta không ít tiền Không dễ gì dám bỏ mày đâu Yên tâm, danh nghe mẹ nói vậy cũng thấy có lý nên không nói gì nữa về đến nhà mẹ đẻ sương chạy lên phòng chùm kín chăn khóc đến khi trời sáng mẹ của cô cũng than ngắn thở dài suốt đêm suốt cả đêm sương suy nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu nổi tất cả những việc này rốt cuộc là thế nào danh có yêu cô không tại sao trước khi kết hôn bố mẹ chồng trông hiền từ là thế sau khi kết hôn lại trở nên khủng khiếp đến vậy sương nghĩ rất lâu sau đó kinh ngạc nhận ra trong tim cô danh không còn quá quan trọng nữa trước đây lúc nào cô cũng nghĩ cho anh không làm anh khó xử nhưng giờ đây thậm chí cô còn không muốn nghĩ đến cái người có tên là danh nữa bây giờ cô chỉ muốn ly hôn chấm dứt cuộc hôn nhân khủng khiếp này mà thôi ngày hôm sau cô gọi điện đến cơ quan xin nghỉ ốm Suốt một ngày, danh cũng không gọi điện đến hỏi thăm, cô cũng không quan tâm. Buổi trưa ăn cơm xong, bố mẹ hỏi mãi, cô bèn nói: "Bố mẹ, con thực sự không muốn tiếp tục sống thế này nữa, con muốn ly hôn. Số tiền bố mẹ cho con lấy chồng, con sẽ đi làm trả lại bố mẹ." Bố cô nghe vậy thì khẽ thở dài, ông nhìn khuôn mặt tiểu tụy của con gái mà không khỏi xót xa. Mẹ cô nói: hay là con bỏ qua cho nó lần này đi giờ con mà ly hôn thì bố mẹ biết giấu mặt đi đâu con cũng chỉ mới kết hôn mà đã ly hôn thì chỉ là trò cười cho thiên hạ thôi với lại mẹ và bố con cả đời mới góp được ngần ấy tiền đưa cả cho con rồi nếu con cưới lần nữa mà nhà trai không có nhà muốn mua chung nhà với con nhưng nhà ta đã cạn sạch tiền còn nếu người ta đã có nhà cửa xe hơi ai lấy người đã ly dị chứ sương cúi mặt cô không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tiều tụy vàng vọt của mẹ cô hiểu được rằng tấm lòng của mẹ đều là vì lo lắng cho cô nên mới như vậy bố cô bất ngờ đập tay xuống bàn quát bà nói cái gì thế hả bà không thấy nó bị người ta đánh thành cái dạng gì à mới cưới con gái nhà người ta về mà đã đánh đập như thế sau này nó còn làm cái gì nữa ai mà biết con gái tôi nuôi nấng suốt mấy chục năm trời, để người ta muốn đánh, muốn chửi gì cũng được sao? Tiền hết thì lại kiếm, con bé ở đây với tôi, không đi đâu hết." Sương nhìn bố, từ nhỏ đến lớn, ông luôn là người chiều chuộng cô, không muốn cô phải động một móng tay vào việc gì trong nhà. Mẹ cô thấy chồng nói vậy, cũng không dám nói thêm gì nữa. Sương đi về phòng, cô mở máy tính, kiên quyết soạn đơn ly hôn. Con cái chưa có, tài sản thì mẹ chồng đã lấy hết nên cũng chẳng có gì để chia. Cuộc hôn nhân xem như là một bài học đắt giá cho xương, để cô hiểu ra rằng không phải ai cũng tử tế như vẻ bề ngoài. Bà Nguyệt ngày nào cũng khóc lóc kể lệ với hàng xóm xung quanh. Thứ con dâu mất nết ấy tôi không muốn nhắc đến nữa. Bà nói xem, tìm ở đây ra một bà mẹ chồng như tôi. Bán nhà của mình đi, mua cái nhà to thế này cho con dâu mà mới có mấy ngày, các bà xem, mặt mũi tôi bị nó đánh be bét máu, tóc cũng bị giật rụng tả tơi. Tôi thực sự không thể sống nổi nữa. Nói xong, bà đứng dậy, lao đầu đến bức tường cách con trai và chồng gần nhất. Dành cuống cuồng, giữ chặt lấy bà, khóc nói. Mẹ, con xin lỗi. Tại con cưới nhầm vợ đều là lỗi của con. Mỗi lần như thế, hàng xóm đều tản đi. Mỗi người nói một kiểu, có người chỉ thích súm vào xem. Còn lại thì cười nhạt, có người bĩu môi nói. Gớm, cứ nghĩ là ai cũng ngu để cho bà lừa con dâu nhà bà ta tôi đã gặp rồi vừa nhìn là biết cô gái thật thà chất phác tính hay thẹn thùng vừa nói đã đỏ mặt nói mẹ chồng ức hiếp nàng dâu tôi còn tin nói nàng dâu ngược đãi mẹ chồng định lừa ai chứ nghe nói cả nhà sông vào đánh con dâu bị phạt hành chính cả chục triệu không sai mà phải nộp phạt à bà ta bị đánh đâu tôi không thấy chứ hôm đó vẫn chửi khỏe lắm Mọi người nghe xong đều gật đầu. Đúng đấy, hôm ấy tôi cũng có xem. Chỉ tội cô con dâu, mặt mày xanh lét, máu chảy đâm đìa, trông mà xót xa. Thế rồi dần dần, chẳng ai nói chuyện với bà Nguyệt, cũng chẳng ai đáp lời của bà nữa. Danh nhớ vợ nên lén gọi cho cô. Thế nhưng Sương không nhấc máy, cho đến khi nhận được thông báo của tòa án rằng vợ anh đã đệ đơn ly hôn đơn phương, kèm theo bằng chứng anh hành hung cô ấy mời anh tới cơ quan để làm việc danh chết lặng anh cười chua chát hôm đó cô nói ly hôn anh không tin chút nào nói có thể rời khỏi anh có đánh chết anh cũng không tin anh rất tự tin tình yêu của sương dành cho mình có lẽ trong lúc nóng giận nên cô mới làm như thế anh nên đến xin lỗi cô để cô nguôi giận là được danh hơi hối hận hôm đó lẽ ra anh không nên bỏ đi để cô đối diện với mẹ chồng chỉ một lát sau đã xảy ra ẩu đà nếu hôm đó anh ở lại có thể sẽ không tồi tệ đến thế này anh thầm nghĩ nếu sau này mẹ có gây khó dễ anh nhất định sẽ đứng bên vợ để bảo vệ cô vợ mới là người chung sống cùng anh cả cuộc đời nghĩ vậy nên anh liền dắt xe chạy đến nhà mẹ đẻ của cô để xin lỗi nhưng vừa đến đã gặp bố cô đang đứng ở sân, danh cúi đầu chào. Dạ chào bố, con đến gặp vợ con. Bố vợ anh thế mà không nói không rằng, vớ lấy cái chổi dựng gần đấy, quất ly lịa vào người danh, vừa đánh ông vừa chửi. Cút cút, đừng đến đây làm phiền con gái tao nữa, tao với mày không bố con gì nữa, cút mau lên, gặp nhau trên tòa. Danh bị đánh đau thì vội nhảy lên xe phóng đi mất về đến nhà thấy mặt con trai bí xị bà nguyệt hỏi sao đấy con vào ăn phở này mẹ mới nấu ngon lắm mẹ ăn đi con không đói ơ cái thằng này có chuyện gì mà lại không ăn vào ăn đi mẹ múc cho một tô bự nhé danh gắt lên con không ăn mẹ ăn đi bố danh đang đọc báo thấy vậy thì quát có chuyện gì mà mày lại quát mẹ mày thế hả còn chuyện gì nữa ta gọi con lên để xử lý thủ tục ly hôn rồi đấy. Mẹ vừa lòng chưa? Mẹ bảo cô ấy sẽ sốt ruột mà tự về cơ mà. Mẹ bảo cô ấy sẽ xin lỗi con cơ mà. Bà Nguyệt ngây người, bà hỏi lại. Nó đòi ly hôn con à? Cô ấy gửi đơn lên tòa rồi, không phải đòi xuông nữa đâu. Bà Nguyệt ngẩn người một lúc rồi cười bảo. Tướng chuyện gì? Ly hôn thì ly hôn, sợ gì? Con sợ không lấy được vợ nữa à? Nó bỏ con thì nó thiệt chứ mình thiệt gì đâu mà phải hoảng lên thôi vào mẹ lấy phở cho mà ăn danh nhìn mẹ bất lực rồi bỏ vào phòng danh gặp sương tại tòa cô lạnh lùng nhìn anh không nói một lời danh nghẹn ứ nôi cổ họng vì có hành vi bạo hành gia đình nên thủ tục diễn ra nhanh chóng bước ra khỏi tòa sương lên taxi đi thẳng để danh đứng đó nhìn theo mãi thật lòng bây giờ anh đã thấy hối hận lắm rồi chỉ ước thời gian trở lại để anh có thể thay đổi mọi thứ. Con trai vừa ly hôn, bà Nguyệt đã tất bật tìm con dâu mới. Nhắm mãi, bà cũng ưng được Mai, một cô gái xinh xắn ở cùng quê đang làm việc ở thành phố này. Mặc kệ con trai không thích, bà bảo: "Chuẩn bị đi, hôm nay con bé tới chơi đấy. Nhà nó giàu lắm, ở dưới quê có tận mấy mẫu đất. Chuyến này vớ bở rồi." danh thở dài đi thay áo mới mà bà nguyệt mới mua dù sao anh cũng chẳng dám cãi lời mẹ mai xách một túi quà bước vào thang máy để tới nhà danh một cô trung niên thấy cô lạ lạ thì hỏi con có người quen ở tầng này à nhà cô ở tầng này mà chưa gặp con bao giờ mai tươi cười đáp dạ con tới ra mắt nhà bạn trai nhà cô nguyệt đấy ạ à? nghe nhắc đến nhà bà nguyệt thì bà cô vội hoảng hốt kêu lên con là bạn gái của thằng danh nhà đó hả dạ chưa ạ hôm nay con mới tới gặp mặt thôi ạ à. con được người quen giới thiệu nhưng nó mới bị vợ bỏ có mấy hôm thôi mà dạ nghe nói chị ấy không tốt nên anh danh bỏ con thì không để ý mấy chuyện đó lắm bà cô nhìn mai xinh xắn lại lễ phép nên ghé vào tai cô thì thầm con về đi đừng qua lại với nhà đó bác góp ý thật đấy sao vậy ạ à? ôi giời không phải con dâu nhà đó không tốt mà là cả nhà bà nguyệt bắt cô ấy nộp hết tiền lương rồi bắt hầu hạ cô ấy không chịu nên bị cả nhà súng vào đánh phải khâu tận mấy mũi đấy chính mắt bác chứng kiến mà cô con dâu máu mé be bét mặt mũi thâm tím phải đưa đi cấp cứu đấy sau đó đâm đơn ly dị thằng danh luôn nghe bảo nhà này mang tiếng mua cho con trai nhưng ông bà đứng tên còn bắt nhà gái bỏ ra không ít tiền. Vậy mà ly hôn xong, có trả cho nhà gái đồng nào đâu. Cháu xem, cả nhà vẫn ở căn nhà mới đó đi thôi. Mai nghe đến đâu, lại há hốc mồm đến đó. Cô lắp bắp hỏi, bác nói thật không ạ? Ơ, ờ, cháu không tin thì cứ đi hỏi đi. Ở chung cư này, ai mà chả biết chuyện đó. Tự nhiên, ai lại đi đơm đặt làm gì? Bác thương nên bác mới nói thôi. Bà Nguyệt ấy à, ghê gớm có tiếng đấy cháu cẩn thận. Mai mím chặt môi, cô nghe bà cô ở quê bảo là nhà này tốt lắm, bán hết nhà để mua nhà cho con trai cưới vợ. Giờ ngẫm lại mới thấy không đúng. Mai mặt tái mét, vội cảm ơn bà cô, rồi bấm thang máy trở xuống về thẳng. Cả nhà danh ngồi chờ mãi mà không thấy Mai đâu. Bà Nguyệt sợ cô lạc đường nên bấm số gọi, nhưng không ai nhấc máy. Mãi một lúc người họ hàng giới thiệu mai bỗng gọi đến bà nguyệt vừa nhấc máy đã nghe tiếng mắng bà sống kiểu gì mà để con mai nó sợ nó phải bỏ về thẳng thế hả giờ mẹ nó gọi chửi tôi đây này bảo tôi đẩy con gái bà ta vào chỗ chết đấy bà nguyệt lắp bắp hỏi là sao con mai đã đến nhà tôi đâu nó chưa kịp đến đã bị dọa sợ chạy mất rồi bà đi hỏi hàng xóm nhà bà xem họ nói gì với con bé Giờ nhà bà ăn ở như thế nào cả làng đều biết rồi. Họ đang chửi bà không ra gì cái kìa. Bà ăn ở cho có đức một tí đi. Thôi, nay đừng gọi cho tôi nữa nhé. Bà Nguyệt ngơ ngác khi điện thoại bị cúp. Bà rít lên. Mấy con mụ hàng xóm lắm mồm. Lại đi nói gì rồi. Ta mà biết mụ nào nói thì tao rạch mồm. Danh cúi đầu đi vào phòng. Anh mệt mỏi nằm ườn ra giường. Len lén lấy ảnh của xương ra ngắm chuyện xấu của bà nguyệt loan khắp làng nên chẳng thể lấy con dâu ở làng cho con trai nữa con gái ở thành phố thì chưa đến cửa thang máy đã bị mấy bà kể chuyện của nhà bà nguyệt làm cho chạy mất danh tức giận hỏi mẹ mẹ bảo con chỉ cần phẩy tay là lấy được vợ tốt hơn cơ mà con dâu mới của mẹ đâu bà nguyệt mắt láo liên bảo cùng lắm là chịu lỗ bán nhà đi chỗ khác mấy con mụ hàng xóm lắm mồm quá Thế nhưng, dù đã chịu lỗ, nhưng chẳng có ma nào mua nhà của bà. Khách nào đến cũng bị những lời dỉ tai của mấy bà hàng xóm làm cho phẫn nộ. Họ thà bỏ thêm tiền mua nhà chỗ khác, chứ không mua nhà cho một gia đình vô giáo dục như thế. Nhà không bán được, con dâu cũng chẳng có, cả nhà bị cả chung cư ghẻ lạnh. Chợ gần đó chẳng ai chịu bán hàng cho bà Nguyệt. Bà đành đi mua đồ ở siêu thị, nhưng với thu nhập ít ỏi của danh thì sao chịu nổi. Thế là bà lại đành lầm lũi ở chợ xa hơn mấy cây số. Danh cũng không khá hơn. Trước đây còn có tiền lương của Sương gồng gánh phần nhiều chi phí trong nhà. Lương của cô cao hơn anh nên cuộc sống cũng dễ thở. Bây giờ cả gia đình bốn người chỉ trông vào đồng lương 10 triệu ít ỏi của anh làm anh không thở nổi. Bà Nguyệt và chồng đã bán hết đất đai ruộng vườn ở quê nên giờ chỉ có ăn không ngồi rồi còn thêm em út phải ăn học nữa. Bà Nguyệt muốn đi giúp việc vặt nhưng không ai dám thuê bà. Ở trong căn nhà sang trọng nhưng bữa cơm chỉ có rau luộc với mấy con tép diêm khiến ai cũng uể oải tù túng. Bà Nguyệt chỉ quanh quần ở nhà bởi cứ ra khỏi cửa là người ta lại chỉ trỏ bàn tán tránh xa bà. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho sự tham lam của bà. Bà Nguyệt nhìn ra cửa kính nhìn xuống dòng người tấp nập phía dưới bà phải sống trong cảnh này đến hết đời hay sao còn sương từ ngày ly hôn chồng cô được quản lý thương nên thường xuyên giao cho những dự án mới để cô phát triển hơn lương và thưởng cũng cao hơn trước ai cũng mừng cho cô sống trong tình yêu thương của gia đình và bạn bè giúp sương chữa lành được trái tim đầy tổn thương của mình chị linh nhìn sương ăn mặc đẹp thì trêu này hẹn hò hay sao thế này Sương đỏ mặt đáp: Có đâu ạ, à, mới chỉ là bạn bè thôi. Cứ tìm hiểu cho thật kỹ nghe chưa? Cần lời khuyên thì cứ hỏi chị. Dạ. Hôm nay Sương có hẹn với một chàng trai từng là đối tác của cô. Anh rất lịch thiệp, lại có một sự nghiệp vững chắc, ấn tượng bởi sự thật thà và hiền lành của Sương nên đã đề nghị được làm quen. Anh luôn cho cô cảm giác được tôn trọng và nâng niu chiều chuộng khác hẳn chồng cũ. Có lẽ đã đến lúc cô nên mở lòng mình để đón nhận một cuộc sống mới. Sương mỉm cười đưa tay cho người bạn trai mới quen đỡ ra khỏi chiếc ô tô sang trọng, tự tin cùng anh bước vào một nhà hàng đắt đỏ. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng câu chuyện hôm nay đã mang lại cho các bạn những giá trị nhân văn sâu sắc. Nhà là nơi bão rừng sau cánh cửa, hãy cho bản thân một cơ hội và những người xung quanh được yêu thương mình hãy tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng chỉ cần luôn hướng về những điều tốt đẹp thì cuộc sống này sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta hãy cho chúng tôi biết về câu chuyện của các bạn và ý kiến của quý thính giả về câu chuyện ở dưới phần bình luận nhé xin chào và hẹn gặp lại